mấy ông hay như ông không ông nào ông làm phím đó đúng không? À, kiểu làm phím đồ không ai dọn hết đó. Em lâu rồi, em tâm nghiệp lâu rồi. Minh nè, như này. Mới để tay luôn. Có không đó? Tay ướt nè. Có không? Hai một phím giống người tán giờ vẫn vậy. Thần ma dọn vệ sinh lần. Chứ ăn hết mồi không về cho nên em ăn ăn quá đáng luôn hả? Ăn cái gọi là hết chục chú đó mà vẫn còn dư á, nó bán nhiều quá. Một góp ấy lấy ít lại cũng được, giá rẻ hơn miếng cũng được. Nói như bốn cái 6 người ăn hai cái lẩu gà, hai phần gà gà nướng muối. Wow, nói chung cũng hơi hơi ứng hợp. Lúc mà ăn thì gần lúc mà no rồi thì mới nhìn là lẩu còn nửa phần gà, hai nồi hết gần một phần luôn. Ok, mọi người muốn nghe cát đúng không? Mình sẽ cát cũng được, không sao. Hôm nay không quýnh, hôm nay cũng không có hứng quýnh solo. Bạch ti thì có, nhưng mà thôi cát cũng được. Ơi, nãy cát mỏi miệng, khát miệng luôn, khô miệng luôn á. Ca đi mất luôn, quá lì. Và nít đi mất luôn hả? À, không phải nhầm, hai đi mất vậy. Rego, là Rego, Rego cũng như vậy. Giấu đi mất, không rõ lắm. Mới vô đây thôi. Ca đi mất luôn, quá lì. Và nít đi mất luôn hả? Wow. Chào các bạn, thì chúng ta đang tới đây để mình có thông tin giải một tí nha. Thì đây là main event và đây là trận chung kết chiến thắng nè. À không, chích tiệt đã thắng Liquid ở cái MOBA chiến thắng rồi. Đây là chính là chung kết tổng. Đây là final chung kết tổng luôn, bộ 5. Và bộ 5 lận. Chúng ta sẽ có nhiều điều để coi vào tối hôm nay. Đây chính là chung kết tổng của giải Invict. Một hai combo của đây là chung kết tổng, và chung kết tổng dễ nhất 500.000, dễ nhì 200.000, thì ai thắng thì được 500, ai thua được 200. EG hạng 3 còn chơi, mình sẽ điểm qua lớp ha. Miracle quýnh Garo đi up đi Gary Nick Michael Control nữa. Nói tiếng Anh thì mình đọc không có giỏi, các bạn nghe thấy phía sau thì các bạn hù đi nha. Kuroke quýnh SD qua bộ bơ SD nít cũng khá là mạnh. GH bắt đầu quýnh Koto lại, là một trong những hero hay bị băng nhất của GH ở thời kỳ đầu ở team Liquid. Mama quýnh hero tủ luôn, những con hero tủ của hai bên, của bên Liquid.
còn chiếc dịch búp bi quấn đình rúp, một con hero cũng gọi là thường xuyên thấy ở búp bi hồi xưa. Bây giờ thì em quấn lại một pha combo quát, một pha combo cực kỳ mạnh mẽ của quốc gia, nhưng mà SD nó cũng cứu không nổi, là cứu không nổi, thật sự là cứu không nổi. Pha là sao quát đập phát 19 kèo 10 kill cũng bị dành cho phía team chiếc dịch, nhưng mà thật ra vẫn không là gì cả, tại vì network vẫn là ngang. 10 kill này nó chỉ mang tính chất minh họa thôi, chứ là qua lượng pha nó vẫn là ngang. Ở đây Nick đang pha như một vị thần, Nick đi với kiến đồ mà nó pha như một Nick đi, nhưng mà Nick đi Goto. Đây là lý do vì sao mà mình còn học đó. Gunka mít cũng khá là lì. Gunka mít mít qua anh muốn cosplay Attacker, dạy cho Attacker biết thế nào, thằng nào mới là gọi là Gunka số 1 hay gì. Đợi Attacker Washi cũng ăn hành một quần bị chê, kiểu bính ích kỷ lắm. Attacker bính Washi mình gặp rồi, bính Invo đồ ít nhìn ích kỷ lắm. Thôi rồi, một pha rô rẹt và ít đã xong rồi, né. 10 kia ke, 10 kia chính ở đây. Và về một kia bắt đầu của team hết rệt. Sau qua cái màn này rồi thì ta quýnh tay theo hôm qua em kia gì mình mới nghe bạn nào nói là tay của Magan Trò hay tay của hai ta, nó là gì win tép lên tới 80%, nghe mạnh mẽ quá. Nghe thì đọc từ đã chứ khó, là phần đọc lấy up đã rồi mới tới phân tích chứ. Muốn đến lớp hai bên thì phía Liên Quỳnh Thọ Thiên và những combat lẻ là gì, là đó SD và Nít là một combo cực kỳ mạnh luôn, thật sự là một combo đó có thể gây chết anh Kiến ngay lập tức luôn. Hợp lại búp chiêu 2 và búp ung ti và Nít sẽ tuôn lên và bên mana là một hai combo cực kỳ mạnh. Cùng với đó là một con Goto có hiệu quả lấy sai về led và hiệu máu và gây mít. Mít của Goto nó tới 80%, kéo dài đến 6 giây lần. Và nó là một cái chiêu gọi là khá combat diện rộng, khá khả năng gây đam vật lý diện rộng. Ở đây thì đang combat tổ qua tài quá trâu, dồn đam mà một con tay thì sẽ phải trả giá. Ở đây gấu đang cố gắng giết con trai nhưng mà thoát rồi, thôi rồi xong rồi, hơi nét nét rồi đó. Hơi nét nét rồi thì Liquid, nhưng mà chỉ là những con số thôi. Thật sự thì Liquid họ đang rất là tốt. Nhìn các bạn nhìn này, top 2 là ở trên cao chính là một con Nít, và top nhì chính là một con gấu. Và thật sự Manticore cũng không gọi là quá thọt khi mà Liquid nấy ngang với co bên kia. Đó là lý do vì sao mà mình tỷ số 12-2 nhưng mà Liquid rất là ngang nhau. Như mình đã nói với các bạn rồi, cái việc đi găng không phải là đi găng được là nó ngon đâu. Tại vì các bạn phải bỏ công sức thời gian các bạn farm, các bạn đi găng thì trên thời gian quãng đường di chuyển các bạn không farm được con nào cả, trong khi đối thủ đã farm được rồi. Nên nếu các bạn gank được thì cái lượng gank các bạn phải giết được nhiều mạng hơn những gì các bạn muốn thì các bạn mới bù lại cái được lượng network được. Với Dota thì mình quan niệm là cái kill lead on nó chỉ mang tính chất gọi là những con số thôi, còn cái quyết định chính là network và hero mà mạnh hơn lúc đầu thì network hơn là chuyện bình thường, còn hero mà gọi là yếu hơn lúc đầu mà lại dẫn nó vọt hơn, đó mới chính là gọi là double chết được. Cướp bãi này thì cướp bãi của anh, cái này thì cướp bãi của anh, nhưng mà ở đây có một con nít nó đang rình đạp, nó đang rình đạp, cần phải mặt hàng Gunka lên nữa mới đủ. TP Gunka rồi thôi không đủ ra mà cái hỏi chúng ta này lỗi rồi, chúng ta này lỗi rồi, họ lỗi qua này rồi thôi. Thì đánh giá lên up thì mình nghĩ là cơ bắt tổng thì bên xích đề họ sẽ mạnh, nhưng mà với cái biểu bắt lẻ của họ thì có mình đinh rúp thôi, mình đinh rúp thôi thì không đủ bắt lẻ Gunka nữa. Gunka là một con thì bắt lẻ nó hơi khó, nên game này phải cân, mình nghĩ là cân một xíu. Đi với Goto mà sập bên kia yếu, mà sập bên kia làm được gì nít đâu. Để đánh giá về led thì hơi khó đánh giá một chút bên này. Thật sự là lớp nó bắt tổng của cái chiếc led họ quá mạnh, với một con tay, với một con rớp, còn một con pc và một con Gunka nó quá nhiều của bắt tổng cho phía Liên Quỳnh, nhưng mà
quá nhiều một cái việc gì đó thì thế, thành ha thành dư. Và ở đây không phải combo thôi, chết tài rồi, chạy chạy được nào, chạy đi đâu được đây. Nhưng mà ở đây chỉ là một bán kè cho CC đã sáng thôi. Rồi một pha chết bốn rồi, một pha chết bốn rồi, đi ngang cái thêm né cháp rồi sao nữa, chạy lên tí sài rồi thôi rip. Một pha tim quay nhẹ nhưng ở đâu đó thì Metamaman vẫn đi pha. Thì thật sự là comeback 5 năm của phía Secret họ quá mạnh mẽ với những con TC nè. Hay là Elder, TC là Tauren cái gì đó, Tauren Cheat, hình như là hồi xưa ta nói là vậy, mình đọc tên hồi xưa. Con Elder, một con Disrupt, một con Gunka, một con Tai, quá nhiều con bắt tổng ở đây. Nhưng mà tất cả những cái bắt tổng này sẽ không có ý nghĩa với một cái MMB. Thì mình đánh giá là up Team Liquid vẫn nhỉnh hơn một xíu ở khả năng của bắt tổng về late game. Mid game thì chưa biết được. Thật sự lên phía Liquid họ có một nick quá nguy hiểm, một nick có thể counter gần như toàn bộ skill của bên phía bên kia. Với việc bên phía thôi rồi làm sao mà thắng được đây, phải nói là quá chuẩn luôn. Thậm chí là nếu mà có kiếm có bay về được thì vẫn dính tên lửa cũng khó sống. Thì thật sự ra tên Liquid thì với một con nick này khá cái bát rất là ghê, tại vì bên phía của Secret những cái skill của họ đều là AOE cả. Cái việc lượt bích nick này mình không biết là bích được mấy, nhưng mà phải nói là quá hay, cái lượt bích quá hay đối với lớp của bên phía Secret. Và nếu mà có thua thì Secret sẽ thua với đứa tay con nick này, nó rất là khó chịu đối với những con hero diện động, nghĩa là họ không thể nào họ bỏ qua con nick để họ tiến tới một combo đối với những người còn lại được, và chưa kể có SD để cứu nữa. Thì nãy này mình đánh giá là bên phía Liquid họ nhỉnh hơn. Mặc dù Liquid đã thua Secret ở chung kết nhánh thắng rồi, thì Liquid xuống nhánh thua và họ đó đã cho hạ gục EG để họ trở về gặp lại Secret. Dire's top tower has fallen. Radiant's bottom tower is under attack. Một pha combo nữa, những pha combo găng lẻ đến từ phía Secret. Và mặc dù họ dẫn đến 11 mạng nhưng mà lượt đất bọt lại trên về phía Liquid. Đối với mình thì cái 17, 6 này nó không khác gì là những cái gì sắp đều cả. Không dẫn được một mạng nào, không dẫn được một ngàn nào luôn mà bị dẫn lại nữa. Radiant structures are fortified. Và cái thành viên gọi là cái người mà cần để thắng, cần cái lượng đất bọt để cân team của TCT chính là Weaver thì lại không có lượng farm như mong muốn, thì game này sẽ là một hack game cho TCT. Họ muốn thắng thì những người còn lại phải làm tới gấp đôi gấp ba mới thắng được, chứ còn Weaver lại thọt đó. Và sau cái Radiant này mình nghĩ nó sẽ là những pha phản công mạnh mẽ của bên phía Liquid. Và nít bích cuối hả, đúng là một bích thật sự là quá hay luôn, một lượt bích quá hay đến từ phía Liquid, gần như là chống lại, giống như là nếu mà một con TC thả bóng vào, một con tai ra vẹt, hay là một con ca chém nước thả thiệt gì đó, hay là một con kiến lướt cái bóng qua thả kiến ra, tất cả đều bị dính tuôn của kiến của nick, không khác gì một cái ra vẹt mini cả. Stun 2.4, stun 2.8 và bằng lên tay cấp 2 của tai luôn. Thật sự là một con lượt bích quá hay luôn. Nghĩa là bên phía xích đèn họ chấp nha, họ sẽ chấp, gần như chắc chắn là sẽ phải ăn một cái tôn của nít rồi đó, không thoát đi được, thậm chí cả đít rúp đi nữa. Giờ đó là vấn đề đánh giá về lớp và một game đấu thắng hay không thì còn phải dựa theo yếu tố khác nữa, đó là yếu tố gameplay. Đôi khi sẽ có những bước di chuyển, nếu mà thắng được game này thì sẽ phải có những cái gì đó gọi là nó những bước di chuyển hay là những cái tính toán nó hay hơn nhiều, chứ nếu mà bữa đơn thuần như những gì mình biết thì mình nghĩ chắc là xong qua được game này rồi, họ sẽ làm một cái điều gì đó gọi là hay hơn những gì mình biết và kể cả team Liquid biết luôn thì may ra. Ví dụ thử là để giết con nít game này quá khó để giết con nít game này trong cái bếp tổng nha, chứ ăn lẻ thì cũng được, nhưng bếp tổng thì quá khó để giết con nít game này. SD luôn là ngồi chết thế. Thôi rồi, một thằng combo cứu con ca, chỉ là cứu con ca thôi. Nhưng mà cứu nổi không đây, chưa có đây đang. Không sao, vẫn lùi về được. Quá trâu, một cái âm lệnh quá trâu. Kéo về, dính tôi như ba người luôn. Các bạn thấy pha vừa rồi không?
một pha tôn 3 đến hình nó chỉ đơn giản là bật cái gai. Và sẽ là một pha tôn 3 tiếp. Một bạn thằng này anh ti dính sao. Gai rô của thôi đừng dí nữa. Thôi rồi không ổn cho Lee Quỳnh rồi. Không dí nữa. Ra bẹt. Nhưng mà ở đây một pha ra bẹt 3 4 người. Hay rồi. Một pha chát của 3, một pha tôn 3 tay là những pha highlight không? Nhưng mà đủ không? Không đủ rồi. Vẫn là thiếu đam. Và lại là một pha đó, gần như tôn bạc tôn đôi nữa. Thật sự là đích game này quýnh cái lực bích đã hay rồi mà người quýnh cũng không kém, không hay không kém nữa. Lại bật gai tiếp nè, lại bật gai tôn 2, tôn 3 tiếp nè. Một người, một người không được, hai mình thôi, hai hùng. Một phẩm nè, chưa có đi ăn, có đây đi ăn rồi, vét máng thôi. Thời điểm đã sáng anh đã tới rồi. Rồi dĩ theo ai đây? Quá chạy quá nhanh, chúng nó chạy quá nhanh anh ơi, chúng nó chạy quá nhanh. Rồi đổi màn sập bỏ không rồi. Kiến chạy ngang qua. Ok, nhưng không có chuyện gì. Đây, theo mình nghĩ đây sẽ bắt đầu thời điểm mà Lee Quỳnh phản công với một cái Radiant của gấu. Với việc lấy tầm nhìn và gây khó chịu đến mình nít thì sẽ là thời điểm Lee Quỳnh phản công gọi là tạm gọi là quấn đi lấy trụ lại thôi. Chứ còn nếu mà gọi là quấn thắng hẳn luôn thì phải đợi đến các ngày xanh của Koto. Ở đây một gấu hy sinh gấu rồi, hy sinh gấu rồi. Các bạn có thể thấy là SD của Doki hay chết trước lắm. Tại vì sao? Tại vì thực sự là khi mà các bạn cái game cái đó các bạn mà quá nhiều con farm như vậy nè. Gero farm, Koto farm, Lodro farm thì cái người còn lại nguy hiểm chỉ còn thể là support thôi. Thay vì các bạn quýnh support theo kiểu đứng sau lưng bắt đúp KV thì những bắt đúp kiểu đó cũng sẽ chết thôi. Thì cách cover KD hay nhất ở đây là gì? Là đứng cao lên hẳn đứng cao lên ở những cái đường đi vào găng KD của mình. Để chi? Để chúng nó có băng qua giết KD mình thì phải qua sát, gọi là bước qua sát bên trước đã. Thì như vậy thì nếu mà team xích liệt kể cả cái sao móc đi nữa thì cũng phải băng qua SD trước mới tới được đụng tới KD của Lee Quỳnh được. Đó là vì sao mà lý do nãy giờ mặc dù support chết rất là nhiều, thậm chí cả nick cũng chết, nhưng mà hai co của Lee Quỳnh các bạn thấy không? Network đầu đứng đầu là như vậy, đó là những điều như vậy. Chứ không họ không đứng cover như team C, nhưng một số team yếu khác, những team yếu khác thì họ sẽ đứng support cover, nhưng mà họ sẽ giúp chung với KD thôi, không cứu được. Và Lee Quỳnh họ làm điều đó tốt hơn ở một cái như vậy. Đây là cái này quýnh như một tăng cơ vậy, luôn luôn là chim mồi để hướng kêu và lấy xa cho đồng đội. Nhưng mà đây thôi hơi nén một xíu rồi. Ở đây sao đây, gấu đang dí gần chết hết nhưng mà không ai chết cả. Bên xích điện thoại đang giãn đội hình quá tốt, ai cũng gần chết nhưng mà không ai chết cả. Vừa mới nói thì có một người chết. Và gấu ơi, hết thú rồi. Lại một pha tôn đôi. Thôi hai mạng. Nhưng mà bù lại là chiếc mục tiêu dành cho Godline cho tôi. Wow, Godline cho support. Beyond Godline, what the fuck. 10-0, một con bật vô support 10-0. Wow, quá gọi là quá ghê các bạn. Nhưng mà lượt network vẫn là ngang. Tất cả những gì các bạn thấy nó chỉ là diễn thôi. Lượt network nó vẫn là ngang. 10-0. Thực sự là mình chưa thấy con support là kinh khủng như vậy, kể cả support rồi ha. Wow, lượt ai tầm kìa. Rod Atos, Glim. Lớp Lee Quỳnh thì họ farm quá nhiều, nhưng mà bù lại thì Kuroki đã bù điều đó bằng việc defeat 0-8. Thật sự là để muốn bước qua đồng đội anh ấy phải bước qua sát Kuroki đã. Đó là sự hy sinh thầm lặng. Anh ấy chấp nhận rồi là chết trước đồng đội để đồng đội có cái tầm nhìn để thoát. Và hồi chiều các bạn muốn soi mình cách cắt again rồi đó, các bạn thấy rồi đó. Mỗi khi sập chết là co chết theo lung tung, còn lần này bên Lee Quỳnh họ quýnh rất là tốt. SD chết ở đây thì Gero hoặc là gấu đang farm ở đây. Và Gero đồ chi ra hai co sẽ farm gần đó. Nghĩa là nếu có chết thì SD chết trước, như vậy đó. Đó là cách câu vào team nó hay gần hơn là đứng sau lưng nữa. Đứng sau lưng là nó thủ tới, xong rồi mình chụp mình cứu cũng được, mình chết theo. Đó là cách câu hơi yếu. Còn cách câu theo mình thấy hay nhất game này đó chính là SD đứng trước như vậy nè. Còn những người khác cứ farm. Cái pha Ryan vừa rồi thì thật sự là Lee Quỳnh họ đang muốn phản công nhưng mà cũng thua combat rồi. Một con TC của giáp to phải nói là quá hay, mình quá bất ngờ luôn.
nó bị do có like nhìn, nhưng mà thật sự thì nó bờ vẫn ngang à, nó vẫn không có gì đặc biệt đâu. Các bạn đừng thấy em đấu một chiều, nó không một chiều đâu, 26-8 nó chẳng nói lên điều gì cả. Các bạn sẽ đừng nói là bên Xích sẽ, nếu mà thua game này sẽ throw, rồi nó không có đúng. 26-8 nó chỉ mang tới chiếc tượng trưng thôi, cái network mới là yếu tố chính để làm nên cái trận đấu. Kuroki bắt đầu làm vẫn làm nhiệm vụ của mình, đó là đứng ở những vị trí nguy hiểm. Và đây là một điều mà các team gọi là tier 2, tier 1, tier 2, tier 3 nên học hỏi, và cả các team mình cũng nên học hỏi, đó là gì, đó là sắp xếp lại đó. Bắt đầu đó, các bạn thấy không? Các bạn thấy hồi chiều mình cá thấy khác nhau chưa? Mibo đi đi boost và bị TP về bắt, trong khi Gyro đi boost thì có một con nít đứng sẵn tôi kéo về, nhưng mà vẫn chưa đủ. Nó làm hay rồi đó nhưng mà vẫn chưa đủ, và Gyro vẫn sẽ thôi thôi chạy cái này thôi, không có ai hy sinh, không không còn ai hy sinh, họ bỏ rồi, quá dứt khoát, họ bỏ mà được còn cái lạnh lùng, và những người còn lại sẽ làm một việc khác, và bên kia vẫn không boost được. Đó là sự khác biệt giữa tier 2 và tier 3 và tier 1. Những sự khác biệt có thể nhận rất là rõ, rất là rõ. Các bạn coi game hồi chiều, nó game quýnh là biết. Nếu game quýnh họ những pha như vậy họ hay bỏ mạng chung lắm. Ý là cái đối thủ của họ đó, không phải họ, mà là đối thủ của họ. Để chết ra những mạng chung rồi, bây giờ Liquid ăn được cái chậu rồi. Họ luôn tính toán làm sao để đép được chậu 2 rồi giãn game ra. Không, đi boost, Gyro đi boost sẽ có một con nít đứng sẵn. Nhưng mà như vậy chưa đủ đối với một đối thủ như là Kixit. Họ bắt up, họ cover, họ di chuyển, họ găng, sẽ là chết. Nhưng mà tốn quá nhiều nhân lực để găng thì họ sẽ không boost được. Họ sẽ không boost được chủ 2 này và mất luôn chủ 1. Nhưng bù lại họ sẽ có cái thường sinh. Đây là những cái sao đánh đổi, có tính toán đến từ hai team. Một pha đô san qua lao vào thôi rồi. Một pha bậc cai lỗi rồi, một pha bậc cai lỗi rồi. Chỉ là pha ít thôi, chưa có đam nhồi vào. Một gai hơi lỗi. Nhưng mà không sao, bên Liquid họ đang hết mana. Bên Liquid họ đang thiếu mana. Ơi nhầm, xích rệt, họ đang thiếu mana, họ về rồi. Full K gần chết, hết máu. TC hết mana, tai hết mana, đích đúp cũng hết luôn. Một pha lui về. Nhịp độ dẫn đấu thì xích rệt đang dẫn một xíu về lợi thế về đối san. Chứ còn lượng farm thì vẫn ngang ở tất cả vị trí luôn. Co thì lưu vực hơn một xíu, sub 4 thì bên xích địch hơn một xíu, sub 5 thì ngang nhau, còn lại đều nhau, upland ngang nhau, mid và carry của lưu vực ngang nhau, còn chỉ có một mình con LD là chọi lên. LD đang kéo network cho team. Thì với việc nãy giờ team hy sinh rồi, nãy giờ những người chết chỉ là như là gấu, nó chưa có gấu có 2 mạng thôi, trong khi những người khác 7, 8, 7. Thật sự là mấy co bên phía Liquid, bên phía xích rệt rất là khó đi lẻ, các bạn để ý đi. Kunka khó đi lẻ, kiến cũng khó đi lẻ, BKB rồi thì đi lẻ được, nhưng mà có khi không cũng chết rồi. Một gai một tuôn cũng chết rồi, lũi ảo một cái nó bật gai, nó thấy nó bật gai một cái là cũng chết thôi, cũng không gọi là quá mạnh đâu. Và bắt đầu Martin Banan bắt đầu giãn, bắt đầu dùng gấu đẩy. Và như thường lệ, Kuroki bắt đầu làm những việc như thường lệ, đó là đi lên để chết thay đồng đội. Đây là những pha có tính tái, không phải pha dở hơi đâu. Các bạn đừng, đó các bạn thấy không? Phọt về nè, phọt về xuống, thấy không? Thập xuống nè, nhưng mà không né được. Kéo về cái thập không né được. Đó là câu giờ cho Matamaran ráp thôi. Đây là một pha quýnh nhau có tính tái của Liquid. Họ cũng kéo game, họ sẽ ép này. Matamaran sẽ ép đội hình của Thiết Điệp về. Và Thiết Điệp bắt buộc phải về nếu họ không muốn mất quá nhiều lợi thế ở đây. Matamaran sẽ chuẩn bị lỗi là đánh dấu. Ép Thiết Điệp về. Họ chỉ cần đủ thông tin thôi là họ sẽ ép về. Thôi một người về nè. Đó, bắt đầu sẽ là một pha TP chuẩn bị quýnh của Xích Việt, của Liquid. Gấu TP về chuẩn bị quýnh nè. Đó là những pha di chuyển có tính toán của Xích Việt, của Liquid. Và Xích Việt thì họ ít lại. Họ cũng tính toán luôn, họ bét. Một pha bét của Kunka. Anh ta né, không được rồi. Không phải IDG, không phải IDG đâu. Đề đầu cứu tao FD ơi. Nè coi cứu nè, hợp xuống cứu nè. Không có hợp được, quá đập phát Kuroki quả này hơi lỗi một xíu, hơi lỗi nhẹ.
một pha lỗi nhẹ của Kodoki, phải là rồi anh ấy có hợp mà anh ấy không hợp cú hay gì đâu. Kodoki đang chắc cái chuột Kodoki để đâu á. Kodoki không để màn hình vô không thấy rồi, không thấy rồi. Pha này là một pha mít giao tiếp nhẹ, ta thấy rồi. Quá wow, một pha lỗi nhẹ, không có nổi quá đáng thì cũng gần chết rồi. Hợp lại thì nó vẫn hợp lại qua đó thì ta chỉ canh ra vẹt cũng không sống rồi đâu, nhưng mà ít ra câu được cái ra vẹt. Một pha lỗi nhẹ. Radiant's middle tower has fallen, nhưng mà ít ra là phải cho nó mất cái ra vẹt đi. Vẫn là đất vào vẫn giữ được, vẫn chưa có gì gọi là no hope cả. Giờ chỉ chờ một cái cây xanh của GH và endgame. Bên thứ nhất thì họ cũng chưa tìm được các endgame, trong khi bên phía Liquid thì họ đang chờ một cái cây xanh, một cái Radian vẫn chưa đủ, phải là một hai cây xanh nữa. Thời điểm thành công của Liquid đã qua rồi, giờ họ đợi thôi, họ chờ thôi. Mình nói nhiều mình hơi mệt nên những cái pha mà những cái lúc mà game nó bình mình sẽ bớt nói lại xíu để thực sự mình không có chuyên cá nên mình giọng mình nó được tốt luôn, mình không có giữ giọng được. Nói một hồi hẹt giọng luôn. Khi nào có bát thì mình phân tích thêm, còn những lúc pha như vậy thì nó bình thường quá. Dire are scanning. Rồi hát sắp có thể xanh rồi và sắp sáng luôn. Cũng không phải sắp lắm, thời gian cái dài đêm là 4 phút mà này mới có 1 phút rưỡi trôi qua thôi, mới còn gần 1 nửa thời gian thôi. Giết gấu ơi, săn gấu, bị đội săn gấu đã tới rồi. Thôi rồi, gấu bé bỏng của tôi, chú gấu dễ thương của tôi, tại sao đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy. Gấu đang khóc, các bạn thấy những dòng nước mắt chảy ra từ mắt của chú gấu đó, nước chảy qua điếp điếp gấu. Mình nghĩ là gấu cần một cái BKB trong game này, gậy xanh BKB rồi. Mấy BKB để đánh nhau, còn gậy xanh thì đi draft rồi, quyết định đi draft rồi. Lên một cái gậy xanh để đi draft rồi. A gift from the tempest of battle. Chấm quá. Thôi, Kodoki. Thôi, Bubby. Sao mà chạy đây, làm sao mà sống được đây. Sống được đã cho tiền. Cái con này mình hay hồi nhỏ hay nghe nè. Mày lao được đã cho tiền, ok. Con này là sống được đã cho tiền. Mà mấy thằng đó cũng xạo lắm. Những khi mình làm được, nó đố mà nó đi thách mày làm được cho tiền kiểu vậy. Mà sao làm được nó cũng có cho đâu. Trẻ con với nhau mà những lời nói đùa thôi. Cái bạn này cũng thật thật. Thậm chí người lớn còn nói đùa với trẻ con được mà. Radiant are scanning. Chuẩn bị một pha sờ móc thôi, sắp có gậy xanh, sắp có gậy xanh cho có luôn rồi, đang đợi gà vậy thôi. Và một pha thầy gà mình thấy không hay lắm, tại vì sao? Tại vì những món đồ mà cần ghép gậy xanh thì GH nên để vào cái gì? Để vào cái này nè, cái gọi là cái gì? Cái đó là gì đây? Nó gọi là gì quên rồi. Để mình chết em đây. Cái hết kỳ nó để nó gọi là cái stat item. Cái stat item này. Nó để vào đó thì có gà có chết vẫn không bị rớt ra, vẫn không phải đợi gà nếu mà lên người xanh. Đó là một cái chích xài gà. Có lẽ là quá. Thật sự là nếu mà các bạn đánh thi đấu các bạn sẽ biết là các bạn sẽ có rất là nhiều việc để các bạn phân tâm. Thì những cái như vậy chỉ là tiểu tiết thôi. Nghĩa là nếu mà game dễ thì những điều đó mình nghĩ là sẽ không bị lỗi đâu. Đó là chỉ một lỗi bắt phải một cái tiểu tiết nhỏ thôi. Thật sự thì đôi khi mình cũng không chú trọng những cái tiểu tiết đó lắm. Ví dụ bữa mình cãi nhau với các bạn về vụ đi game mana đó, nó cũng là một trong những cái tiểu tiết nhỏ. Pha gì đó cũng vậy. Nếu mà gà để trong cái stat đó thì nó dễ hơn. Vô dù gà có chết đi nữa thì vẫn không bị chậm lên người xanh. Chứ nếu mà gà đã chết giữa đường thì cái việc lấy người xanh của GH sẽ chậm hơn bao giờ hết. Radiant's top tower is under attack. Đấy là một pha ít nhưng mà lần này khác rồi. BKB rồi.
Manta nếu không được có A. Học ADG đi, Madoka phải học ADG về cái thẳng này nè. Cái thẳng Manta thần thánh thì phải học ADG. Focus và Poto trước. Focus và Poto trước, chính xác nhưng mà chưa đủ. Chính xác nhưng mà chưa đủ, thật sự là chưa đủ. Tụi thiếu một hit. Cái mắt này hơi quan ngại rồi. Một pha anti quá đẹp và vẫn chưa BKB đến từ Madoka, quá lỗi. Một pha BKB lỗi đến từ Madoka và hơi nét rồi. Hơi né rồi. Manta né thực sự né thiệt hụt và BKB chậm. Làm thế nào mà con hero bị con DC nó dậm chúng khi mà bạn có BKB được, đó là một vấn đề khó. Thật sự là khó. Khó để bị mà lỗi như vậy được. Con bắt tổng mà tiếc BKB thì hơi riết. Làm thế nào mà con DC nó dậm được con. Radiant's top tower. Chờ đậu. Chờ đậu. Tiếp. Thì ít rồi không BKB, bài bắt luôn. Né lần này né được rồi. Lần này ADG nhập rồi, chắc mới đổi máy chăng. Mới gọi là mưa hay gọi là đó, anh ADG qua quấn giùm em này với em nãy giờ em làm fail quá. Có lẽ là Madoka cần học ADG nhiều hơn về cái phản Manta này. Dire's middle tower is under attack. Ok, tình hình các bạn không ổn cho phía Riwit này, không ổn thôi. Không bớt gọi là bớt ổn một xíu thôi. Nhưng mà tầm đấu mình thấy vẫn còn trong tầm kiểm soát được, vẫn chưa sao, vẫn chưa đến lúc mà gọi là nước đến chân. Này là mới tới đầu gói thôi, vẫn chưa tới bụng mà lo gì, vẫn chưa vào hội rốn. Kiểu như là cách rốn 20 gì ta, cách rốn một gang vẫn chưa được, vẫn chưa sao. Đầu gói xong rồi mới tới bạn, xong rồi mới tới gọi là rốn, xong rồi tới ngực thì mới nguy hiểm. Còn này là giống như nước mới tới đầu gói thì chưa nguy hiểm cho lắm. Madoka cần phải bật BKB nó gọi là tỉnh táo hơn, mà Manta phải như ADG, phải như ADG. ADG đang là hình mẫu của những bạn dùng Manta để kêu. Mình thấy rất là nhiều cái spam chat này rồi, từ Việt Nam tới Philippines rồi. Mỗi lần làm được điều gì được Manta né được kêu là bam ADG. Người đi đâu không chào trong việc dùng Manta né kêu. Rip Konto. Rip Konto chết luôn Kuroki. Và gấu vẫn hoàn thành nhiệm vụ của mình, gấu đang làm nhiệm vụ của mình. Sẽ là một khoa ăn đồ sai của Secret. Vì họ biết là họ boost U3 vẫn chưa được. Nhưng mà bù cái Valorant này, không Fata gì đẹp rồi, họ không muốn bỏ dù 2. Chứ nếu mà Androsan tay mà vô đứng nó sẽ mất dù 2. Họ vẫn muốn Androsan và họ vẫn muốn đến chậu. Một pha phân chia hợp lý đến từ Liquid. Đến này Secret. Năm ca rồi. Bubby đang dí, chỉ là hù dạ thôi chứ không làm được gì. Team vẫn còn đang xa lắm. Thường những pha dí như vậy nó mang tính chất ép BKB, nó chất là dụ BKB nhiều hơn là giết. Tại vì sao? Tại vì team Liquid họ không có vision. Họ không biết là bên kia tới bao nhiêu người. Nhưng mà với cái việc kéo về như vậy thì Medical thể đáng được là team anh ấy chưa tiết kiệm. Có thể đáng nha. Chứ còn chắc chắn thì không được. Nên anh ấy cũng không BKB luôn. Thật sự là phải đó là mình nghĩ Bubby chỉ muốn dụ thôi. Vậy là ê giết lại bay nó sợ quá, từ đó tới kịp kìa coi chân nó thì kiểu như ép BKB thôi. Nó không có mang đến chiếc đặc biệt hơn. Ok và đây bắt đầu bộ đôi gọi là Koto và gấu đi chung với nhau để cái việc tránh việc gấu bị giết và đẩy lên đi cặp rồi. Thôi rồi, pha này gửi hát khả năng cao sẽ chết với một cái lô tha của nhưng mà lúc qua đáng sai hướng rồi. Cô to của người hát đang tốt, làm tốt nhiệm vụ đi đá của mình. Ở đây kiến đang chạy qua, chạy như một không người, chạy như một hồi. Nhưng mà không sao, một cái BKB có thể giải quyết tất cả vấn đề của bên phía Liquid, trừ khi là nít nhảy nít cái bờ lên cho có rồi.
Có rồi thì kiến cũng khó sống nha, kiến máu cũng mỏng lắm đó. Ý với một con kiến. Thôi rồi, thôi rồi, thôi rồi. Weaver. Thế này Weaver hơi 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 hơi. Không, không qua rồi. Tiêu cái tiền họ bao vây rồi. Họ di chuyển nó quá tốt, họ di chuyển quá nhanh luôn. Nhưng bù lại ở dưới boss họ bỏ đẩy rồi. Đây là một pha di chuyển hai bên hấp nhau, hấp lẫn nhau. Lưu Vịt họ đang hấp bay kèo Goto và bên chiếc này họ cũng bám theo đó. Mai đâu lên bú xét luôn, thật sự là bú xét luôn đó. Tại vì sao? Tại vì bên phía của xích đề thọ có toàn là những con hero và là trâu bò không à. Nếu mà lên đam thì sẽ không đủ độ bắn thôi. Tài quá cứng luôn. Kiến thì cũng gáp 15, nghĩa là cái lượng giáp này thì nó, các bạn thấy là kháng kháng vật lý 45, kháng phép có 25 thôi. Thì nếu mà lên bú xét thì bắn thì, nhưng mà mình thấy cũng không có ổn lắm. Mấy một bú xét cho hero nó cũng chỉ 50-50 quá. Thôi rồi, còn pha dựng kèo. Thôi, đưa cái bê, còn chi nữa, còn chi nữa. TV về hết luôn. Rồi bỏ chạy dụ ra vẹt. Pha pet ra vẹt. Pha này là pha đánh nhau có tính toán của Liquid. Họ giết được thì giết, không giết được thì họ rush game. Và người đang làm nhiệm vụ rush game đó chính là Koto thôi. Các bạn thấy là Liquid họ đã có những phương án như vậy rồi. Họ tính đến việc ăn theo rồi. Nếu ăn theo thì Koto và cộng gấu sẽ đẩy lane lên. Còn nếu găng được thì sẽ là một pha ăn trụ. Đây là những pha găng có tính toán và rất là xa không. Mình thấy đẹp là họ lui về và họ không boost đi lên đường. Ở đây là cô tôi đẩy gần tới nhà rồi, sẽ là bọn gấu đi theo, thấy chưa? Đây là pha tính toán của Liquid, họ sẽ đẩy lên, dùng cô tôi đẩy lên và dùng gấu boost lén. Đó là một chiến thuật. Và bên kia sẽ đẹp đáp trả bằng việc để thẳng một con tay đi đếp. Và họ quyết định quýnh bằng 4 người. Liệu đây có phải là quyết định sáng suốt không thì chúng ta hãy chờ. Chúng ta hãy chờ những thứ có tiền họ boost lên 2 round. Nick sắp ra rồi. Gọi là chùm death 2 round sắp xuất hiện rồi. Konto và Nick là một bộ đôi death 2 round cực kỳ kinh khủng. Chỉ với việc búp chi 3 cho Nick và bên mana 2 lần thôi thì thật sự là một, không có một con co nào thứ có tiền chịu nổi combo đó cả. Chạy cái Tunka. Tôn luôn, hai combo hết sạch mà nè. Lao đâu quýnh luôn. Và bật ra sẵn luôn, phải nó là quá nhạy. Phải nó là quá nhạy đến từ phía của My Control. Và kiến thân gần chết luôn đó. Kiến mà chết pha này là mất luôn hai mạng đó bạn ơi. Bạn ơi. Thôi tài riết tài rồi. Thôi tụi mày về đi, để tao ở lại cho. Ok, một tự hy sinh thầm lặng. Một tự hy sinh thầm lặng đến từ phía bà ta. Tôi buồn quá đi. Tôi cảm động muốn rơi nước mắt luôn đó. Người anh hùng của team chính là đây. Người anh hùng của team chính là đây. Và anh ấy chát là một cách đầy cay đắng. Wow. Ôi, thật là khó cho phía xích đẹp khi họ boost lên 2 round. Giống như game BB và EG vậy. Nó không khác gì. Một con Medusa, một con Winter, một con gấu đá, một cũng là một con Gyro luôn. Thật sự là quá khó cho phía Secret. Họ đã làm rất là tốt cái nhiệm vụ của họ rồi. Nhưng mà như mình nói cái lớp thì họ làm rất là tốt rồi, nhưng mà cũng chưa đủ đó một lớp gọi là hay quá đầy tính toán từ Liquid. Hai bát luôn, hai bát từ tay luôn. Còn sao nữa? TB đến từ Gyro. Hai quả này chưa biết nha, quả này combat đang rộng quá. SD bị chưa bắt rồi, chờ tự hợp mình xuống. Nát rồi, hơi nát rồi. Ở đây SD vẫn đang dưới, SD vẫn đang vui. Weaver vẫn đang vui với SD thôi. Nhưng mà chết hero rồi, chạy hướng này thì sao sống. Một pha bà đẩy, một pha bò, một pha hiếu máu. Qua wow. Nhưng mà vẫn chưa đổ, ra vẹt quá đẹp. Ra vẹt quá đẹp. Một pha tiên qua chăng, một pha tiên qua chăng. Và người sống nhưng mà nít. Gấu cứu không được rồi, thôi chết rồi. Một pha tiên qua nhẹ rồi. Ê, what the fuck? À, gãy xanh quên, sao đây các bạn? Mình quên cái gãy xanh. Vẫn còn cái đó là một con gấu lụm game, chạy về thôi game nè, chạy về thôi. Thôi rồi, một pha combat không được tốt cho lắm đến từ phía thiết tiệt. Họ ăn bên này kêu, họ ăn này nọ, nhìn thì ghê đó nhưng mà thật sự là rớt game, mất bay bắt và mất hết combo thì cũng không hay cho lắm. Và đây là một pha combat gọi là có lời đến từ phía của Liquid. Họ lời gì? Họ lời một cái bắt
họ lời một những bộ kill và họ lời một game. Ơ nhưng mà thôi rồi, game này what the fuck, bay về được, bay về được luôn và giết luôn chăng, và không, ta đã TP, ta đã có mặt kịp thời, ta đã có mặt kịp thời rồi, chém vào đích, chém vào đích, thôi hú hú ta về thôi, không có gì hết, vẫn chưa chết, hết mana rồi hú về thôi, không sao cả, vẫn vui vẻ với nhau được, không kéo về được, cô đúng. Sắp có mana rồi, 120 lận, anh ơi bỏ bên mana lên bơm, bỏ bên mana lên bơm anh ơi, anh ơi. Bỏ bên mana lên, không kịp rồi, thôi con ca tới rồi, một pha biến về nữa, wow, một pha biến về sát gấu, biến về cái xác, qua wow, một cái hay mình chưa thấy bao giờ luôn đó, mình không biết cái này luôn đó, biến về cái xác được luôn, wow, phải nói là quá hay, phải nói là quá hay, biến về cái xác, ở đây bắt vào nhưng mà không bắt được rồi, khó, có nước mình lên bắt hạt lên hẹp mày ra. Một pha biến về xác quá hay. Thật sự là pha combat vừa rồi nhìn tiêm qua thì thôi những người lỗ dính là bên phía hết đẹp. Họ mất hết kêu, họ mất combat, họ mất luôn một game, một pha lỗ. Không có gì gọi là lời cả, không có gì đáng gọi là lời cả. Họ không boost được và họ mất combat và họ mất luôn một game. Chỉ để ăn thêm mấy mạng như thừa thôi. Ăn cơm thừa canh cặn thôi. À, nó là quá hay, biến về sát gấu luôn các bạn. Biến về hai lần, một lần trên top biến về đây. Và một lần ở dưới boss biến về đây, khoảng nó là quá hay. Ngoài tầm, ngoài cái tầm suy nghĩ của mình. Đây là một pha mình cần học hỏi. Các bạn xem những game như này các bạn học được rất là nhiều thứ. Phải nói là invisible đúng không các bạn nào, không gọi là không tin, không thể tin được. Gero là người xanh có gì đâu. Để lên các bạn sẽ xem nè, lại ra những bắt đầu những pha kinh điển các bạn sẽ thấy nè, đó là gì? Đó là gấu sẽ đi theo hướng của Gero thả bơm để lên. Còn thả bơm ở còn global người ta, hình như không hả? Ờ mình coi lại coi. À tăng thêm một cái auto attack thì biết rồi, nhưng mà không có khả năng thả global nữa. Double gọi là gần như double hit thôi. Gần như thêm một hit từ kiến nhưng mà hit anh đâm. Thôi là game này không ổn, hết rệt rồi. Họ đang bắt đầu họ không end được game rồi. Và vào late game thì một con kiến và một con đương ca thì khó mà so được với một con gấu và một con Gero thì. Nhưng mà bù lại con giáp to đã win cái này rất là hay rồi. 11-1 nhưng vẫn là chưa đủ. Nếu mà không có gì lỗi lầm như những pha vừa rồi của Liquid thì họ sẽ thắng game này. Này là những pha lỗi đến liên tục đến từ Madoka, Manta, Nekil. Không phải lỗi, lỗi đây là cấp độ gọi là cao nhưng mà cấp độ bình thường nha bạn. Không phải lỗi cơ bản. Cấp độ mà gọi là Manta, Nekil thì IDG phải luyện rất là nhiều mới được. Chứ không phải là muốn làm là làm đâu. Cái đó thực sự là Madoka chắc là vẫn chưa luyện nhiều. Mình nghĩ là chưa đủ nhiều để có thể né như là IDG. Hãy nói IDG né quá hay luôn. Còn BKB đó, BKB thì nó đang còn những pha đó như vậy đó, bật hơi trễ một xíu và gây ảnh hưởng hơi nặng. Nhưng mà bỏ qua những lỗi lầm đó, nó là những tiểu tiết thôi. Đối với mình nó là những tiểu tiết thôi. Thật sự là một pha chết của Malaco nó vẫn chưa đủ để bên kia kết thúc được game. Cái độ lì của những cái team lớn nó như là như vậy, nó sẽ có những tính toán như vậy. Bây giờ là có talent mới có carbon. Ok, nhưng mà không, anh ấy lấy ba chẹt. Ok, đó là lựa chọn của 10k, mình 8k vẫn chưa nghĩ được. Thật sự là đây là bắt đầu muốn combat thôi rồi. Roshan này sẽ thuộc về phía Liquid và sẽ là end game. Chỉ cần một pha thua thôi là bên phía Liquid sẽ end được game. Deep rồi, dành cho gấu luôn, quyết định 3 gấu, quyết định win 3 gấu. Bà chi luôn, 3.200 máu. Chi RO vẫn chưa tăng talent. Anh ấy quên tăng chăng hay là lag? Wow, à tăng rồi, vừa mới nói chắc vừa mới lên level. Bắt đầu chương trình bén ngang đập nhà rồi, hú lên BKB đập nhà, hú bắt rồi. Mấy giây được không? Mấy giây? 5 giây đập nhà thì cũng khá chát đấy nha. Not so safe harbor, eh? Radiant's bottom shrine is under attack. Lại là Medical, anh này quấn mình đánh giá cái này thôi, mình không dám nói hết, nhưng mà cái này phải nói là quá ra vẹt các bạn, quá rộng luôn,
cái pass này nó lại thuộc về Liquid rồi. Bên phía của sếp đẹp họ tung hết kia mà vẫn không không chết ai cả, thì đây là một pha thảm họa rồi. Ơi nhưng mà ở đây vẫn còn dưới Gyro. Wow, Sunka nít cover cứu chúa, những pha cứu chúa. Ơi wow, sorry các bạn, mình đã nhận định sai rồi, my bad. Trình nhìn bát nhìn kém quá. Pha rồi là một pha đó là mình nhìn không kịp con bát luôn. Marco gần như là bỏ chạy trong cái bát này, gì mà chạy không đứng bắn cái nào, mặc dù như hết chiêu rồi, cú xét cũng chưa bóp cho ai cả. Nhưng mà ở đâu đó thì gấu vẫn đang làm tốt nhiệm vụ mà. Game rớt và gấu đang nhây. Có cho bò không? Có cho bò. Weaver có cho bò. Và hoa này cũng không mất ai bắt đâu, tại vì từ quân ca gì thì game cho bò luôn, hai cho bò thôi. Hoa này phải là một ai bắt của nít, không có nó ai bắt. Không có ai bắt, hai ai bắt một rác rồi. Thể là một rác rồi. Ít nhất một rác và đến một đến hai rác. Chỉ còn hai sụp và một con to thôi. Tạo ra gấu ra bằng cái đồ luôn. Quá sang. Sang chảnh, quá sang và quá chảnh. What the fuck? Bình lên luôn. Bình lên. Ở đây Kuroki vẫn đang bị dí. Phá lên kem và hợp. Quá tỉnh táo đến từ Kuroki. Phải nói quá tỉnh táo đến từ Kuroki các bạn. Một khoa anh đi phá lên kem là một khoa chụp, mặc dù đang bị đánh gọi là tới đáp luôn. Một khoa xử lý gọi là đẳng cấp cao của Kuroki. Nó không phải gọi là làm người làm dễ đâu. Vẫn pha rất là bình tĩnh Kuroki. Và ở đây Weaver còn hay hơn nữa. Các bạn quá táo bạo, quá táo bạo nhưng mà chưa đủ. Quá táo bạo mà nó là những bài xử lý phải nó quá mạnh nhẹn đến từ phía hai team. Rất là bình tĩnh luôn. Quay về bạch đo, nhưng mà nếu mà ăn rắc ăn gơ thì sẽ banh được rồi. Mình lấy tham cái rắc bự, bỏ cái rắc nhỏ. My bad, làm mình nhìn những cái bát như thế này mình vẫn chưa đánh giá được đúng hết. Cái này là mình đánh giá vẫn chưa đúng hết được. Nếu đánh giá được đúng hết thì mình đã thắng rồi. Đây là chuyện mình chấp nhận thôi, mình chấp nhận thiếu sót của mình thôi. Nhưng mà về cái quan niệm mà lay game liên quỳnh hơn, mình vẫn giữ nguyên quan điểm. Cái này mình không thay đổi. Làm dây. Đó, kìa nhìn kìa. Nhưng mà cũng đau lâu em. Đau cũng... Họ đang muốn ép Aibat Kunka nhưng mà không Aibat, quyết định không Aibat. Bỏ đó, không Aibat chăng. Không Aibat rồi, không Aibat thì cái này... Ngày xua mất một rác là không nó khác rồi. Ấy gấu không có đâu hấp nhà nữa. What the fuck? What the fuck? Cái gì vậy? Madamaman vừa làm sợ là Madamaman vừa có một pha lỗi nhẹ. Đó là không đập rác, đừng lui về. Xong rồi nhảy vô đập. Pha lúng túng nhẹ thôi. Không nặng lắm, cũng vẫn là rác nhưng mà hơi chạm một xíu. Đâu? Sao lệnh phải là cái chó không cooldown. Cái chó gấu không cooldown. Không cooldown thôi nha, nhưng phải là quýnh cái chó liền. Bình thường gấu mà quýnh một cái nó cooldown mà gấu con nó quýnh một cái là nó cooldown. Đó em thấy cooldown không? Thấy không? Cái cooldown mà nói chung là nó không chói liên tục được, nó không tỷ lệ chói liên tục giống như cái bát gì đó, em biết cái bát không? Quýnh cái nó quay đó, nó như vậy á. Nghĩa là nó sẽ không ra tỷ lệ liên tục được. Còn nếu mà không cooldown thì nó hơn thì nó sẽ liên tục chói liên tục luôn. Đó là cái lần. Ờ bên các bạn ngon hơn. Nó giống là lần mà giống như bố bát không cooldown rồi, nó tương tự như vậy. Kéo lên cao kéo sao các bạn? Các bạn kêu kéo lên cao nhìn ra rõ, các bạn kéo sao? Mình không biết kéo cái đó. Và kéo lên cao là kéo như thế nào? Đâu? Đó không được. Không được. Biết anh không chuyển được, anh kéo lên cái xuống được, không được. Disable camera zoom đây là đúng là có rồi, anh chỉnh cái đó à, đây rồi đúng không, vậy đúng không, đây rồi. Ok không, đi chuột kỳ quá, không quen sau đây các bạn mình không quen kiểu đi chuột này.
and red. Gold for me. Thì Liquid đang dẫn thế trận là 10.000 network rồi. Thật sự là game này đang thuộc về Liquid rồi. Thật là game này Liquid Medical quýnh cái bay có lẽ chưa quen tay lắm các bạn. Thật sự là game này quá nhiều lỗi mà chúng ta có thể nhìn ra được. Không nói điên mình luôn á. Những pha bật BKB, những pha Manta thì không nói đi. Manta thì nó thuộc quá trình giống như là phải luyện tập nhiều rồi. Thật sự là nếu mà muốn lên 1-1 con Hero mà muốn lên Manta thì phải luyện cái tầm IDG á. Nghĩa là tỷ lệ phá được kia phải 80-90%. Giống như những thằng support lưu rừng vậy đó, lưu rừng mới học cách lưu làm sao tách điếp làm sao mà gần như là 90% dễ lên, nghĩa là cái tỷ lệ mít chỉ là 10% thôi. Và mình nghĩ là một con hero lên Manta cũng gần như vậy, cũng phải luyện đến trình độ như vậy. Mà thật sự thì Michael nãy giờ chỉ là mới thể hiện được 50-50 thôi, nghĩa là cái pha những pha Manta né thì kêu của nó chỉ 50-50 thôi. Né thiền đó nha, chứ né ít thì không được. Né ít thì phụ thuộc vào đối thủ nó ít dễ thế nào mà sao mình biết được. Thật sự là khó, rất là khó né ít, nhưng mà né cái thiền thì mình nghĩ nên học ADG. Các bạn đừng nghĩ là Gosu không mắc lỗi, Gosu cũng có mắc lỗi như thường. Đối với những cái đồ ít chơi hoặc là những món đồ ít lên thì cái lỗi là chuyện bình thường. Các bạn đừng nghĩ Gosu nó thành thánh quá. Nhưng mà đối với một số người thì đối với mình chạy đó là những tiểu tiết thôi, nghĩa là những cái vấn đề đó nó không gọi là quá quan trọng bằng cái việc mà các bạn phối hợp với team. Đối với mình cái game 5 năm thì cái việc phối hợp với team nó là trên hết, còn cái việc mà những cái thành lý là lỗi này nọ thì nó cũng đôi khi nó mang tới quyết định, nhưng mà thực sự đó, nó tính ra xuyên suốt của game thì nó không mang tới quyết định bằng việc phối hợp với team. Những cái chiến thuật giống như mình nói các bạn đó, gấu đi Toto đẩy lên xong gấu đi theo để tránh việc bị chết gấu để ăn trụ. Hoặc là những pha giống như là quýnh ở đây 3 người và một cô tô vẫn ở đây, nghĩa là anh ấy đang gọi là bảo hiểm team, là một cái bảo hiểm của team. Thắng combat thì sẽ boost được, không thắng combat thì cô tô sẽ là nhiệm vụ đẩy lên để tránh việc bị thua. Đó là những cái kinh nghiệm dùng để kéo led của những team lớn, mình học được rất là nhiều từ những team lớn những điều như vậy. Và cái việc áp dụng vào thì mình phải cần một quá trình thời gian để mình áp dụng cho team mình vẫn điều đó. Thì đó là những cái hay mình học được, và các bạn coi giả các bạn cũng nên học những điều như vậy. Nhưng mà thật sự là đối với những bạn 3-4k thì những điều đó mình nghĩ sao nó xa vời quá. Tại vì sẽ không có thằng 3-4k nào nó hiểu được là quýnh ở đây thua thì cần một người như vậy, nó không hiểu được đâu. Các bạn đừng có áp dụng những điều này và quýnh răng, nó sẽ giúp cho các bạn bị debug. Kiểu như là tại mày không thích mà team thua, tại mày không đi chung sao lại đi lẻ như thế này, cái kiểu như vậy. Đó là những cái kiểu thường thấy ở đăng 3-4k, và thậm chí mình quýnh mình cũng bị mấy lần rồi. Ok, thế trận đang thuộc về Liquid nhưng mà rất là phát. Quá the fuck, mất game luôn anh ơi. Mất game. Không, FD xà quá, không ai cứu được rồi. Bị giật xé không blink được. Tính toán gì đây, màu tính toán gì đây. Liquid. Liquid. Lờ. Bay bắt luôn. Không có giày bay, đi bộ lên. What the fuck. Họ đang thắng thế, mọi người họ đang thắng thế, họ đang làm gì vậy? What the fuck? Là tôi đang coi gì đây? What the fuck? Tại sao lại như vậy? What the fuck? Mình đang liên thiên, mình bỏ qua vấn đề gì chăng? Tại nhiên sao lại những pha như vậy? What the fuck? Thật kỳ vậy, what the fuck? Tại nhiên cái đầm đầu lên cho nó gì? Mình đang thi một hồi tự nhiên rất là bất kỳ vậy. What the fuck, Uliki lại ở đây. Ừ, máy bay lại ở đây. Tùm lum mà lung tung à. Thật ra không hiểu lắm. Nhưng mà vấn đề ở đây vẫn là không boost được, nó vẫn là như vậy. Nhưng mà lật 10.000 rồi các bạn. Lật network hơn 10.000 với một pha combat gần 10.000. Wow, một pha combat GH. Thôi rồi, chết gấu rồi, hết gấu chưa? Hết gấu, vẫn còn đó, một cái RO không sao, vẫn còn gấu. Lên RO luôn. Lên RO để tạo hai gấu và hai hú.
Thật sự là Madoko đánh quá lỗi game này các bạn. Tự nhiên đáng lẽ phải di chuyển qua hướng Kuroki chứ sao lại di chuyển hướng này. Tự nhiên đi vậy nè, team thì bắt vậy nè, ảnh đi vậy nè. What the fuck, Kuroki thì ở đây. Tự nhiên thành một thế tam giác, một cái thế quần xì. Gọi là đây, dài là một thế tam giác. Một thế tam giác. Quần tam giác. Thấy cái thế gọi là quần tam giác. Một pha combat lật lại gần 10 ca tiền. Trời ơi, tôi nhìn thấy cái gì thế này. Một hình đồi núi các bạn, hình đồi núi. Wow, thời gian này trò cũng Sida như mình. Những pha Manta không né được đích đúp, thật sự là cái pha né đích đúp này nó tương đương với cái pha móc dây đu về của Timber và phá cái kéo của đích đúp vậy đó. Thật sự là Manta game này những pha xử lý Manta phải gọi đi vào tiêu phụ rồi. Quá yếu rồi thằng đó. Đây kiến đang bắn thôi. What một pha tay bắt thì bị bắt rồi, chỉ bị bắt không sao, vẫn còn bị bắt một pha lỗi đến từ ba xe, không bị bắt luôn mất lô san rồi. Thôi rồi, bài bắt là quyết định bài bắt, in ti lại. Không in ti, TB thôi. Vậy là TB bóc sau lưng thôi. Không in ti. Và một pha ra bẹt kịp thời của Tài, không bài bắt đến từ phía Lee Quỳnh thôi. Không ổn rồi, nét, Lee Quỳnh nét rồi. Không bài bắt đến từ to. Và dĩ luôn thôi, chết đấu. Đấu chết thì sẽ làm mất bài bắt. Vẫn là một gấu con đi để lên. Ăn Luchi câu giờ, bật lên gót câu giờ, TP câu giờ và ăn cái ít chết. Nhưng mà ở đây đang đáp có ATP về không? Kunka không Ana, TC về, một người về, hai người về. Còn gấu con không? Còn chết rồi, quýnh luôn gấu quyết định quýnh luôn. Và biến về cái xác, chiêu cũ. Vẫn là chiêu cũ của Matamama, phải nói là một cái chiêu quá, chiêu thức quá là lợi hại đó mà. Một chiêu thức gọi là thức truyền từ lâu lắm rồi và bữa nay giờ đến game này chúng ta mới chứng kiến được. Những pha biến về xác phải nói là quá hay, quá đẳng cấp. Một cái game đấu phải nói là quá đẳng cấp các bạn. Xử lý chỉ có là những game đấu như thế này chúng ta mới được thấy thôi. Câu giờ, Madamama đang câu giờ, hy sinh gấu để câu giờ. Và đến bắt đầu đến Madoko hy sinh rồi. Nếu mà không hy sinh thì sẽ là một pha gọi là boost vô đó. Phải pha những pha này. Đây là pha mạo hiểm nhưng mà bắt buộc phải có. Những pha mạo hiểm bắt buộc phải có của Lee. Tại vì sao? Tại vì anh ấy vẫn còn phải bắt trong khi đồng đội nó không còn. Trong khi đồng đội nó không còn thì cái người nên bị nguy hiểm chính là Madoko. À, vẫn chưa thấy cái Divine đã xuất hiện hết. Divine đâu các bạn nhắc đến Divine đâu vậy? Các bạn nhắc đến Divine đâu vậy? Làm gì có một cái Divine ở đây? Các bạn đang nói cái điều gì vậy? Mình không hiểu cho lắm. Vẫn chưa có một cái Divine nào cho Kunka, vẫn chưa có cái Divine nào cho Kiến và vẫn chưa có một cái Divine nào cho Gero cả. Tai hả? Đâu? Các bạn nói gì vậy? Sắp quá 3 RO rồi. Sẽ là một pha ra bẹp 3 lần. Và chẳng khác nào chơi quá đập phát cả. Ê, chơi cái mod gì Imba. Các bạn giơ tay Imba các bạn biết ra vẹt là cái gì. Từng lên 3 lần. Đây chính là chuẩn bị Fata chuẩn bị chơi Dota Imba với Liquid sẽ được chơi Dota Imba cùng với đây được á, chuẩn bị đổi tích được rồi đó. Ok, mình sẽ đổi tích ngay lập tức luôn. Và sẽ xích sẽ thắng nha cái này chăng. Xích sẽ thắng nha. Radiant's middle tower is under attack. Dire's bottom shrine is under attack. Dire's bottom shrine has fallen. Okay. Quick tide. Mình sẽ đổi tới tòa ngay lập tức. Các bạn sắp được chứng kiến một pha ra vẹt chỉ có trong những trận đấu Dota M3 thôi. Chuẩn bị xem chúng ta vẫn được chờ điều đó đi. Ok. Mình sẽ đổi.
giết gấu thôi rồi gấu ơi. Thôi rồi gấu ơi, gấu lại bỏ mạng rồi. 37 giây có hẹp luôn. Đánh tới tấp vào chú gấu luôn. Đang ngục đãi động vật, đang ngục đãi súc vật các bạn ơi. Wow, chúng ta phải kiện lên hội bảo vệ động vật thôi. Những va hành hạ gấu như thế này nó mang tính chất gọi là quá tàn nhẫn. Ê, thôi rồi, 3 TP luôn. BKB luôn, what the fuck, quá nhạy. À không, gục game, không phải nhạy, mà là gục game. Và người chết ở đây chính là My Control. Một pha bay tịch, một pha bị dựa kèo. 3 TP đến từ phía của City. Phải nói là City đang có những chiến thuật hợp lý rồi. Và cái mình học được, những gì mình cảm nhận được là Liquid sẽ thắng game này. Và những gì nếu mà City thắng được game này thì phải nói là mình quá cần học hỏi thêm quá nhiều luôn. Với kiến thức mình thì mình chỉ nhận được cái tầm này là Liquid sẽ thắng game này. Nhưng mà với những gì City làm bây giờ thì mình cần nghĩ mình học hỏi thêm. Một pha TP 3 quá hay. Và nó là quá hay luôn, làm cho My Control gọi là bất ngờ luôn mà. Anh ấy đang tính, tên Liquid các bạn thấy là họ đang tính cái chuyện là lên găng lẻ một con TP. Nhưng mà mình rất là thành TP tới 3 rồi. Đó là một pha hay. Những pha di chuyển như vậy nó thuộc ngoài tầm tính toán của mình rồi. Và nếu mà những yếu tố tính toán mình không biết quá nhiều thì mình sẽ đánh giá sai về cái game đấu này. Nhưng mà tới bây giờ mình vẫn giữ quan điểm là Liquid hơn. Các bạn vẫn chờ đi. Vẫn chưa gọi là kết thúc rồi đâu. Mặc dù Fata đang chuẩn bị chơi Dota 3. Chuẩn bị rồi, đủ máy bắt là sẽ mua, mình xô luôn. Đủ rồi đó, 5k2 này 5k3 là đủ rồi đó. Marco lỗi nhiều, thật sự là lỗi quá nhiều luôn. Game này Marco lỗi quá nhiều từ đầu đến mid game luôn. Play game thì nãy giờ vẫn có một pha. Play game một pha như vậy, thật sự là... Thì nói thật ra các bạn có thể xem Liên Medical win rồi. Win máy bay chỉ trong giải này Medical mới win thôi. Nên cái việc sai sót là những cái điều có thể chấp nhận được. Với việc một người mới win một con hero mới thì nó sẽ có những vấn đề mới. Nó đơn giản là như vậy thôi. Và sau những game như thế này thì Liquid sẽ khắc phục được. Và họ tiến tới những giải đấu mạnh hơn. Rồi một pha khóa kill, một pha phá item. Một món đồ phá item quá hay nhưng mà vẫn chưa đủ. Chạy thôi. Chẳng cần gì phải gọi là dạy cả, mình thấy sai mình nói là sai. Radiant's bottom shrine is under attack. Kéo về rip Kuroki rồi. Đừng phải như thế và bắt đầu một bay lên từ gấu. Họ muốn quýnh nhau, bỏ rác vào bính lộn mà. Một quyết định có hợp lý không? Có lẽ là hơi không hợp lý rồi. Một rất nhỏ và ở đây gấu đang quýnh tới đắp luôn, giết được. Thôi, giết được rồi. Chuẩn bị rồi, thật riết, lập một game. Và ở đây, hai người có bắt không? Có, không có bắt đến từ phía mì. Ở đây hết là sinh, mình tính từ. Hết là sinh, wow. Không có bài bắt, thôi chuẩn bị end game là vừa rồi. Chuẩn bị end game rồi các bạn. Trận đấu chuẩn bị kết thúc. Chuẩn bị đến giai đoạn kết thúc rồi. Chúng ta sẽ bỏ ra 3 phút mặc niệm gọi là chuông nguyện hồn ai. Gọi hồn cho Weaver cầu nguyện với linh hồn ấy được siêu thoát chứ không phải chết vậy rồi, tức tưởi lắm. Phải chết được rồi, thật là quá tức tưởi luôn. Mất hồi sinh ngay đúng lúc combat. Ok, các bạn sẽ bỏ bao chuông gọi là cầu nguyện cho Weaver chuông nguyện hồn ai. Một đã mệt. Dota M3 coming. Bấm bên này nó đẻ nó. Rồi không được hai ba đã mệt rồi. Ăn gì luôn. Chuẩn bị hai đã mệt thứ hai. Chuẩn bị đã mệt thứ hai. Không được không có mana rồi. Anh gì là ra mệt thứ hai. Dota M3 coming. Chuẩn bị cái thứ ba. Chuẩn bị cái thứ ba. Ra mệt thứ ba. Wow. Ba cái đã mệt được cánh kè nhưng mà chưa đủ, vẫn là chưa đủ. Đã làm được rồi. Nhưng mà vẫn chưa đủ. Dota M3 đã thành công nhưng mà cũng là câu một cái bắt và Weaver cũng chưa có cái bắt. Phải nói là quá cảm xúc luôn các bạn. Nhưng mà vẫn không những combo như vậy vẫn không tránh né được thực thật. Đó là sẽ mất hai đắt, tính những hai đắt là đắt thứ ba thì mình không biết nhưng mà đắt thứ hai mình thua rồi đó. Bắn tới tấp luôn
bắn tới đáp luôn, bắn không còn gì cái nể, nhưng mà quá trâu, phải nói là tài quá trâu. Kunga bay lên, một pha tung đôi, một pha ra vẹt đôi đến từ phía Mai Control và vẫn đép được, vẫn đép được. Qua game quá hay, hồi nó game quá hay, nhưng mà vẫn không có rắc quá, mình vẫn bị đáng sai rồi. Vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ để căng rắc thứ hai, hết gấu rồi. Và Mai Control đang đi về, mất bay bắt rồi. Và những pha cứu nhau cực kỳ hay đến từ phía Liquid vẫn là chưa đủ. Và lần này gấu sẽ là người bỏ mạng. Phải nói là game quá hay, game quá cảm xúc. Dota M3 đến từ Hata. Các bạn đang chơi Dota M3 cùng với Hata. Quá hay. Phải nói là quá hay, quá cảm xúc. Một game đấu cực kỳ là kịch tính luôn. Chỉ là mới là game 1 thôi. Thôi, sửa tài tò là được rồi đó. Hết rồi, hết Dota M3 rồi. Chuẩn bị về với game đấu bình thường. Quá hài, chúng ta vừa chứng kiến một pha Dota M3 chỉ có trong Dota M3 đó là vài 3 lần. Và Nick đã làm rất là tốt nhiệm vụ của mình rồi, nhưng mà một cái chi được đem lên kịp thời của Hata. Anh ấy quá tỉnh táo và nó là Hata pha xử lý vừa rồi và nó quá tỉnh táo. Ra vẹt và bỏ chi lên rất kịp thời và bấm được ô cũng rất là đúng lúc. Mày nói là sự xử lý không thể chê vào đâu được. Gánh kèo game này thắng được, thằng này sẽ đẹp mà thắng được. Phải nói là công của Hata rất là lớn, nhưng mà thế trận mình thấy vẫn nghiêng về bên phía Liquid thôi. Nó vẫn chưa có gì gọi là quá đáng. Tại vì sao? Tại vì các bạn nhìn Maybach nè. Maybach thì vẫn là những người bên phía Liquid họ đang có Maybach. Trong khi họ chưa mất một đắc nào, mà chỉ là một đắc melee, đắc lăng gờ thôi. Trong khi bên kia đó, nó đang tan hoang rồi. Nó đang tan hoang rồi. Thế giờ vẫn đang thuộc về Liquid. Chuẩn bị một pha cam Roshan. Bên phía Liquid họ chuẩn bị cam Roshan, họ không muốn bỏ Roshan này. Với Roshan này, với việc đâu sắp tới mình nghĩ là để game nó nhanh hơn thì bên phía của bên VV cần phải phát minh ra một điều gì mới nữa. Ví dụ như là Roshan lần thứ tư sẽ là một cái diva rớt xuống và chết sẽ mất đi, ví dụ như vậy sẽ là game nó nhanh hơn một xíu nữa. Thôi rồi, Vata đã bệt lỗi rồi, vừa mới khen ấy xong, lời khen chưa trọn vẹn trên đầu môi. Và bật CO lên, không có mana, không có bài bát luôn. Vata ơi, nhưng mà ở đây vẫn thắng được bát, gấu và đồ đã chết rồi. Vẫn thắng được bát, và Vata bệt lỗi và vẫn thắng được bát. Nhưng mà kiến, không có bài bát. What the fuck, có bài bát. Mà chưa thấy cái lắm. Vẫn vĩnh được. Bài bắt lên end game, họ muốn end game. Bên phía thế này họ muốn end game. Gấu vẫn còn bài bắt. Mai còn hết bài bắt. Và sẽ là một pha đẩy lên hy sinh của gấu. Thôi. Rip, cô to đép nổi không? Không đép nổi rồi. Sẽ là một pha end thẳng luôn rồi. Chiến thắng cho được về team Liquid chứ. Ấy lộn, team Secret chứ. Ở trời, game này mình đánh sai rồi các bạn. My bad. Không có gì cả. Wow, quả nó là combat. Mặc dù Vata vẹt bật ô hơi chậm đến từ Vata, nhưng mà vẫn thắng combat. Thế mày bắt rồi, SD ra sẽ làm được gì không? SD ra sẽ làm được gì không? Cứu được Martin Paman rồi. Nhưng mà máu đang mất rất nhiều, vượt Vata vẹt nữa. Bắn EB vào, ơi quá trời mắt sao mà chết rồi. Ô oh, một pha chém lan của Kunka chăng? Divide Rapier, một pha chém lan 2000 đam và nghĩa là 2000 máu luôn đó các bạn. Một pha chém gấu con và chết luôn gấu cha. Một pha chém mà gọi là cha con chết hết. Một pha đứt 2000 mấy. Chiến thắng đã thuộc về phía chính đệt rồi. Một game đấu qua nó quá hay.
Ok. Team Secret Victory. Ok. Tại vì cái mà chém lan đó là nó bua. Nó chém vào gấu con xuyên qua gấu cha chứ nó bỏ qua giáp mà. Nó chém một phát đít luôn, đít đúng lúc chém luôn. Phải nói là quá hay luôn. Một pha chém mà gọi là chết luôn gấu, có cha con chết hết luôn. Hơn nửa máu bật cái đi luôn. Có gì đâu, bình thường, thật sự là nếu mà được dự đoán lại mình vẫn dự đoán Liquid thắng. Tại vì sao? Tại vì lớp này mình vẫn nói là Liquid hơn Medical vĩnh lỗi, đó là điều mình nhận ra. Chứ mình không có nhận ra là mình dự đoán sai đâu. Nó không phải cứng đầu mà đó là pha gọi là nhìn nhận khách quan nhất. Ok, tiếp thôi, mình đâu có ngại với vấn đề này. Các bạn mà sợ sợ phán đoán sai thì các bạn đâu có dám làm cái gì đâu. Mình sai mình sửa. Nhưng mà cái việc sai ở đâu thì mình phải nhìn lại chứ mình không có nhận là mình sai dự đoán đâu. Thật sự là Medical làm cho team mất qua rất là nhiều cơ hội. Từ thua game bái cho tới mất cơ hội end game. Cơ hội ở cái lúc mà lật 10 cả tiền, mình thấy có đó là sai lầm của Medical chứ chẳng có gì gọi là tính toán cả. Cái pha đó sai lầm là sai lầm. Và mình học được gì từ sai lầm đó, mình học được là mình tránh những sai lầm đó. Cái nào hay thì mình học, cái nào dở thì mình né. Đó là cách học hỏi chứ đâu phải là cách gọi là các bạn học theo lập khuôn đâu. Nghĩa là nó đi như vậy, nó chết như vậy là gọi là tính toán. Chết như vậy thì mình thấy mình chẳng học được cái gì cả. Mình học được cách là đừng có chết kiểu như vậy. Cái đó là cách mình học được. Còn những cái nào mà chết mà survive cho team, team làm những việc khác thì đó mới là survive. Giống như pha phân tích trên top vậy đó. Mình nói là ba người găng ở đó, nếu mà thành công thì sẽ đi boost. Còn nếu mà thất bại thì sẽ có một con Koto ở dưới boss. Và mình quay cam xuống các bạn thấy liền đó. Là Koto đứng dưới boss sẵn rồi. Nghĩa là họ đã tính toán cái đó là có tính toán. Còn những pha chết ngu thì mình chịu. Ngu ở đây là nó bị lỗi, phải gọi là ngu nữa. Gọi là ngu thì các bạn sẽ chửi mình là 8k chửi 10k ngu. Nhưng thật ra mình nói là lỗi. Lỗi là lỗi, không có gì phải ngại cả. Nó là họ cũng là con người mà. Họ 9k họ cũng là con người, họ 8k họ cũng là con người, họ 10k họ cũng là con người. Mà con người thì chẳng ai không có lỗi cả. Mà mình học được rất nhiều từ những cái lỗi lầm đó. Và cái lỗi của Liquid ở đây là cái pha mà tự nhiên Koto đi lên xong chết, xong rồi Medical chạy vòng qua kéo riết, vẫn kéo riết bình thường luôn. Cái pha đó mình thấy là lỗi rất là nặng, tại vì sao? Tại họ đang dẫn đến 10.000 mà họ di chuyển như vậy thì nó là lỗi rất là nặng rồi. Không phải lỗi bình thường nữa, cái lỗi đó làm thua game luôn. Cái lỗi đó làm gọi là một pha kéo hơn 10.000 tiền trong khi đang có lợi thế, hồi đang có lợi thế gọi là hồi sinh hay gì đó, hồi sinh hay là gì đó mình không nhớ, hình như hồi sinh. Như mình nói rồi, thật sự game này quá dài. Nếu mà mình nghĩ là mấy mốt và em sẽ update thêm là Roshan thứ 4 sẽ rớt một cây device xuống cho team nào lụm được mà xài được một lần, kiểu như rớt lại thì mất luôn. Kiểu như vậy, giống như DO vậy đó. Chứ còn nếu mà game vẫn còn Roshan thứ 4 mà nó vẫn như con thứ 3 thì game vẫn còn dài đến 70 phút như vậy. Để tránh game dài hơn thì mình nghĩ là sẽ có một cái update như vậy. Hoặc là rớt xuống cây búa thần đập nhà, giống vậy, cây búa thần đập nhà đó, rớt xuống một cây xài được mấy lần, 3-4 lần gì đó cho đập nhà cho lẹ. Đâu mà cái đồ đó gọi là cái đồ gì, cái đó gọi là cái món đồ đó gọi là cái Storm Hammer hả? Rồi, thì mình nghĩ là con Roshan nó bốm nên rớt một cái Storm Hammer. Đây, cái Metal. Cái giống như cái chi thả lửa của người Booker. Mình sẽ nghĩ là Roshan nó bốm nên rớt cái này có 3 chẹt. Xài hết 3 chẹt thì nó mất kiểu như vậy. Thì đập nhà sẽ nhanh hơn, mà game sẽ nhanh hơn. Hoặc là game Roshan thứ 5 sẽ là rớt cái device. Rớt cái device xuống, được xài được một lần. Rơi nếu mà chết là mất luôn, còn nếu mà chết mất luôn, hoặc là nó thể là một búp kiểu như ăn cái device vô sẽ được cộng 330 đam trong vòng nửa phút chẳng hạn thì game sẽ nhanh hơn, chứ game như vậy thì lâu quá, 70 phút thật sự là quá dài cho một game Dota.
Ok, chuẩn bị tới mấy game 2, mình nghĩ là mình cắt ra game 2 mình sẽ nghỉ, còn mấy game theo thì mình không biết, tại vì giờ ngủ của ở game theo là 11 giờ rưỡi, thì cắt game 2 mình nghĩ là chắc là 11 giờ chắc xong rồi. I quake with power. Sứ giả nghe nước hả? Ok, nghe cũng ổn đó. Nhưng mà đó là bắt chước lờ quá, thật sự là nếu mà một cái đồ đã hay phát hình, một cái đồ xa thứ ba ra cái đồ là mình thấy hay lắm rồi. Thì mình nghĩ cái thứ tư sẽ đột biến hơn dần, thứ tư sẽ là cái gì? Một cái meto thì ba chẹt thì cũng không gọi là quá ghê. Một cái device thì mình nghĩ nó tồn tại nửa phút, một cái device giống như một cái DD vậy đó. Mà hơn DD tí là nó cộng được nhiều hơn thôi, cộng gấp đôi cái DD luôn á. Mà nó không dựa vào tát nữa. Thật sự là nếu mà cái DD có DD là sao với Diva thì chắc là D dành cho mọt thôi, mọt đổi hết Agi của ai chắc được 200 mấy, để coi mọt đổi hết Agi được bao nhiêu. Chỉ có mọt thôi. Đồ có bảy, có mặt thường thường là như vậy đúng không? Thêm cái giày nữa. Điện bay. Điện bay. Còn gì nữa ta? Manta. Một món nữa là đổi qua hết Agi. Hơi thiếu máu rồi, hơi thiếu máu rồi, hút máu cuối nha. Hút máu cuối hoặc là hệt. Xong kiếm, xong kiếm thì rẻ quá. Hút máu cớ cuối hoặc hệt. Thôi mà đang lên full dam đi, full dam thì nghĩ có lên cái gì. Một món đồ cuối nữa thì cái này thì hơi thiếu máu. Thiếu hút máu nữa. Thôi cái này đi, an toàn. Ok. Đó. Chỉ có một cái đồ DD mới có thể so sánh cái diva thôi. Nếu mà ăn DD vô sẽ cộng 332 dam. Đó là điên mọt thôi. Chúng ta hãy chuẩn bị chờ game 2. Game 2 thì bắt đầu dự đoán thôi. Ngồi dự đoán Hero thì Liquid mình nghĩ là họ sẽ trải qua việc thử nghiệm Hero, đó là Hero cho Medical rồi. Thì giờ mình nghĩ sẽ quay về những Hero quen thuộc của Medical thôi. Để coi Invoker hả? Invoker hay là gì? Tiếp tục một pha thử nghiệm BL tiếp. Invoker BL. Invoker BL TB đi mid. Đó là những Hero Invoker và TB thì là vẫn hero quen thuộc của cò rồi. Tinker, Invoker, Tinker, TB, giác con nát. Your middle tower is under attack. Chúng ta chờ xem. Nãy là mình chưa, lúc mà vô game thì mình đã về trễ, mình vô game đã thấy băng bích xong rồi, nên mình đã không có tiết mục phân tích băng bích. Thì giờ mà có thì mình sẽ ngồi phân tích. Giác rồi nè. Giác rồi nè. Vẫn chưa có game, để chờ game thôi. You.
What the fuck? Tà lành mọc nhìn vui vậy? Wow. Wow. Thử rồi, tạo hero rồi. Wow, nhìn cái vẻ đã nha, má một quả bắn ra ba thằng. Ủa sao lại BB? What the fuck? What the fuck? Mình down game. Ủa? À chưa down xong, chưa down xong. Nhầm. Mình nhớ mình down game của Liquid vừa rồi mà sao lại... Wow, what? Đây. Liquid Euro. Rồi thấy bao vô lại các bạn đợi một xíu, mình thấy bao vô lại. Game 2 chưa có. 1-0 dành cho Secret rồi, dành cho những ai cần update thông tin, đó chính là 1-0. Và thực sự kênh chat mình không phải kênh gym cast nên mình cũng không dám để gọi là cái tên team lead hoặc là để cái tên tỷ số được. Để như vậy rồi rất là dễ gọi là cách lậu. Hồi trước Gun Cao trước mình nghe một bạn nào nói là có thể tính được cái rít, nghe nó hơi hư cấu, mình không biết cái đó là thật hay giả. Mình nói người nghe nói là Attacker tính được cái rít, nghĩa là anh ấy biết hết nào rít luôn. Mình nghe nó không biết đó là một cái chích hay là một cái lỗi hay là một cái gì đó. Nhưng thật sự thì mình nghe mình thấy không có ổn cái lắm. Gun Cao Attacker, bữa thằng nào nói là Attacker tính được rít luôn. Ừ. Tại vì nó lúc mà rít nó giơ tay khác. Nhưng mà làm sao thế nào, nhưng mà nếu mình top lại thì nó lần sau mình đứt được nữa. Thì lúc nó đứt nó sẽ khác mà. Ờ nếu mà top lại thì sao đứt ra nữa. Thì là làm sao biết được dấu hiệu đó trước nè. Một nè. Nếu mà đứt nó chém khác đi. Nó không có gì khác hết. Fair enough. Bữa nào nói anh nè, à, đây 2-3 ngày à, nói gì Gun Cao Attacker tính được cái rít luôn. Nghe nó hơi cấu, hơi thần thoại rồi đó. Giống như hồi xưa anh chơi đây anh xào lồn á. Anh nói là má ta random, ta biết ta muốn random ra con gì, ta random ra con đó. Nghe nó đã thấy xạo rồi. Mà anh nói vậy mà mấy thằng kia cũng tin đó. This'll trim your sails. Có gì khác rồi ta? Vẫn là hạ đây xuống chén nè, rít hay không vẫn vậy. Thấy rít chứ không rít khác gì nhau đâu trời.
sail ahead. Là những vết nè, một nè. Trời ơi, em nói hiểu không? Sao? So you say. Thì sao? As you wish. Dạ, không? Ấy là đứt luôn, đứt bằng giếng nước đúng không? Nó cũng vậy luôn à, không thấy gì đâu. Thì đó. Bữa nào nói con ca á, cơ tính được cái đó. Đồ đâu, nói nghiêm túc mà, bữa nào nói nghiêm túc nè, không phải đồ đâu. Đồ nó khác, đang học hỏi mà. Kiểu như là đang bàn luận với cái đích. Có bột kinh khác nè, bột kinh các bạn để ý cái đích bột kinh. Cái đích của bột kinh nó giơ tay cao lên, nó chém xuống. Cái đích này mới là biết được nè. Hoặc là giá giấc con nát cũng vậy. Đâu, đó thôi không, từ cầm hai tay bổ xuống cái đó mới là biết được rồi. Chuẩn bị nè, chuẩn bị đất nè. Sắp đi lại là 10 hết rồi. 11, cái 3 hết nữa là mát. 12, 13, hết nữa. Không hết luôn, what the fuck. 9%. 15 hết mới hết. Đất là nó giơ tay hai cầm. Nó cầm hai tay lên nó chém xuống. Còn Kunka đâu có dấu hiệu gì đâu. Thử cấu. Giác cũng đít cũng biết nè, giác đít cũng biết nè. Đó, đít giờ bổ hai tay thử coi thử đồ coi. Không? Giác rít khác nhau khác nè, giác cầm đít nó khác, quật kinh cầm đít cũng khác, còn có con cao đít không có dấu hiệu gì hết á, đít cũng như bình thường, không chém như bình thường không gì khác, thử cấu, bắt đầu qua game 2, ok. Team secrets turn to ban. Team liquids turn to ban. Team secrets turn to ban. Các bạn vậy là các bạn không hiểu về cơ giới đích rồi. Cơ giới đích nó có tính toán này, các bạn phải đọc về Dota. Cái đích này mình biết rõ, mình biết rõ cái tỷ lệ của nó. Nhưng mà mình biết rõ một chuyện, mình cái việc mình đọc nó chuyện khác, có lý thuyết nó rất rõ lắm. Lý thuyết của cái đích này rất rõ lắm, các bạn không hề không. Nó chỉ có nó chắc chắn nhưng mà không có đúng như các bạn nghĩ đâu. Không có chuyện cái đầu không đích cái hai đích đâu, nó không đúng như vậy. Nó là một cái tính theo kiểu mới. Kiểu cũ thì nó đúng là như vậy, kiểu mới thì nó khác nè, các bạn sẽ coi với cái trang này và nó có phân tích về cái đó. Team secrets turn to pick. Winter Wyvern. Ten seconds remaining. Đợi xíu mình sẽ gửi thông tin cho các bạn cơ chế random. 5 seconds remaining. Secrets turn to deep. Long druid. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Team secrets turn to ban. Life stealer. Team liquids turn to ban. Hôm nay là ngày rảnh nên các bạn sẽ được nghe mình giải thích về một số vấn đề mà các bạn nói mình cảm thấy không hợp lý, không đúng. Tại vì những kiến thức mình biết được nó đúng hơn và nó đến từ nguồn chính thống hơn là những gì các bạn biết. Các bạn biết là toàn là cảm quan, cảm tính các bạn thôi. Các bạn cảm nhận, cảm giác thôi. Còn những cái nguồn mình biết là nó thống kê, nó tính tỷ lệ ra. Đó là những trang web chính thống, còn những cái gì các bạn biết nó thuộc về tà đạo rồi.
hôm nay là ngày rảnh nên mình sẽ nói cho các bạn biết. Mình sẽ nói cho các bạn biết. Còn những ngày khác thì mình sẽ mưu, mình sẽ bỏ qua những gì các bạn, những sai lầm của các bạn, và mọi người sẽ được học gọi là bị nhồi nhét những tư tưởng độc hại. Team Liquids turn to ban. Team Secrets turn to pick. Remaining. 5 seconds remaining. Nếu mà các bạn nào biết đọc thì các bạn sẽ đọc trang này và các bạn sẽ hiểu về nó với mình. Ok, mình sẽ gửi cho bạn cái link. Team Liquid. Đây, cái link này nó đọc, các bạn sẽ đọc về cái này thì các bạn sẽ hiểu được. Nếu các bạn nào không hiểu nữa, cần giải thích nữa thì mình nét luôn. Tại vì nó quá mất thời gian cho một cái vấn đề gọi là nó mang tới chuyên môn một xíu, nhưng mà thật sự là các bạn không cần biết cũng được. Cái vấn đề này các bạn không biết rõ cũng được, các bạn không cần biết. Các bạn nên biết để các bạn tính được tỷ lệ rít. 10 seconds remaining. Ngày mai mình sẽ bắt đầu link donate, mình sẽ bắt đầu mình nhận donate, mình bắt đầu chính thức nhận tiền của các bạn từ ngày mai. Còn ngày hôm nay là vẫn là ngày chưa, mình chưa muốn nhận tiền ngay bây giờ. Còn cái việc các bạn muốn donate cho mình vì mục đích nào đó thì các bạn đọc lại, vui lòng đọc lại những cái bài của mình nó có nói về vấn đề donate, thì các bạn muốn donate thì yêu cầu các bạn làm thêm những cái việc đó. Chứ các bạn đừng có kiểu donate xong các bạn muốn nhận lại những gì nhiều hơn mình thì mình không có đâu. Mình sẽ dễ đáp với những thắc mắc, hoặc là các bạn ủng hộ mình thì mình cảm ơn. Thì xem free thì vẫn free thôi, trước giờ vẫn free, ngày mai vẫn free. Nhưng mà như mình nói là các bạn xem free mà các bạn học được gì từ mình thì các bạn nên chỉ những người yếu mà các bạn, những cái điều mà các bạn đã kinh nghiệm qua rồi, đã kinh qua rồi, các bạn đã từng làm được rồi, thì những cái vấn đề các bạn làm được rồi các bạn có thể chỉ người khác, và như vậy thì chúng ta sẽ tiến bộ hơn từng ngày. Đó là cái điều mình mong muốn. Các bạn học từ mình một vấn đề cao hơn các bạn nghĩ thì các bạn sẽ chỉ là những người thấp hơn các bạn những vấn đề các bạn đã làm được rồi, và mình đang chỉ các bạn những cái điều mà các bạn chưa biết tới, và mình đã làm qua rồi, mình biết qua rồi, và mình sẽ chỉ các bạn những vấn đề đó. Và mình mong muốn là các bạn sẽ chỉ cho những người yếu các bạn những cái điều như vậy, những cái điều mà các bạn đã làm qua rồi, các bạn biết rồi. Và mình không thích những cái người gọi là chỉ cho những người khác, chỉ cho những người khác những vấn đề mà các bạn chưa từng làm, các bạn chưa từng thấy, mà các bạn chỉ cho họ như là các bạn đã làm rồi, và các bạn gọi đó là hình như, các bạn gọi đó là hôm qua, hồi xưa, các bạn dùng những cái từ bậy bạ như vậy, nó rất là sai lầm. Các bạn đừng có truyền đạt những cái tư tưởng như vậy. Các bạn nên truyền đạt, các bạn đừng có làm từ bá lắc cải, các bạn trở thành một cái gọi là, các bạn đem như các bạn nói rồi đó, game, các bạn chửi game kẹt, phóng game kẹt. Bây giờ các bạn đang là viewer kẹt nếu mà các bạn làm những điều như vậy. Và thật sự là những người như vậy thì mình nên gọi các bạn là gì? Con kẹt hả? Ok, cũng được, nghe cũng được, thằng kẹt hả? Những cái người mà gọi là ra rao những cái tin mà họ chưa từng làm qua, họ chưa từng làm qua, họ không biết rõ và họ không thấy về nó, thì mình sẽ gọi đó là những những thằng kẹt, con kẹt, viewer kẹt, ok, nghe được á. Ok, mình sẽ phân biệt ha, hai những người như vậy ha. Những người như vậy mình gọi là họ là những thanh niên đa cấp. Đa cấp là gì? Định nghĩa đa cấp của mình ha. Đa cấp nó thuộc danh từ, nhưng mà qua định nghĩa của mình nó sẽ thành một động từ tẩy não những người khác bằng lời nói, bằng những cái lời mà họ chưa từng biết tới, bằng những cái tư tưởng mà họ chưa làm được, họ chưa thấy, họ chưa chứng kiến qua, mà họ lại truyền bá cho người khác. Cái đó gọi là những cái bạn gọi là đa cấp lừa đảo. Nhưng mà nhắc đến đa cấp là người ta phần lớn người ta nghĩ đến lừa đảo nhiều hơn, cái phần chân chính nó rất là ít. Giống như hacker mũ trắng mũ đen vậy đó. Nhắc đến hacker là người ta nghĩ đến một nhóm người gọi là dùng công nghệ thông tin để làm những điều xấu, nhưng mà đâu đó vẫn còn những người tốt gọi là hacker trắng, hacker mũ trắng, đúng không? Mà những người đó là những người gọi là hacker chân chính nhất mà mình từng biết.
Đây, đây là một trong những con hero mình vừa nhắc tới, mà gọi là cò mình nãy mình nhắc gì? À, nhắc Tinker, nhắc Invo, nhắc BL, nhắc Tinker, nhắc Yakuro. Bốn con mà mình nhắc vừa tới chắc đây khoảng 10 phút. Mình tại vì cái này là đặc điểm chung của những cái team hay bit này đó, bạn sao? Mấy bạn để ý thì được thấy là những cái team mà gọi là vô tới vòng này rồi họ sẽ game 1, game 2 hoặc là giống như là họ tự tin họ sẽ bích những hero mới để thử nghiệm. Nhưng mà nếu thử nghiệm thất bại thì họ sẽ quay vào những con hero cũ. Thật sự là Medical game vừa rồi quýnh Kairo mình rất là thất vọng về cách anh ấy xài Manta. Nó không đem cho mình cảm xúc như là DayZ khi mà anh ấy dùng Manta anh ấy né kill. Thật sự là những Manta của Medical né thiền, nó thật sự nếu mà các bạn muốn mình sẽ tập cho bạn xem. Và bảo đảm là mình sẽ né cái thiền của ca nó dễ hơn là Medical làm. Nó không phải là một việc khó. Nhưng vấn đề đây là gì? Vấn đề là Medical đang quýnh một con hero mà anh ấy gần như là chưa đánh giả lần nào. Các bạn để ý đi, con máy bay này chỉ có giải này Medical mới quýnh thôi. Và với việc mới quýnh một con hero mà các bạn phải lên một bản đồ các bạn chưa từng lên, các bạn để ý đi. Các bạn để ý những con hero của Medical đi. Anh ấy quýnh giỏi những con gì? Invoker, Tinker cũng có. BL Jack và những con hero của anh ấy thật sự là những con hero các bạn có thể xem lại bao nhiêu game mà quýnh Invoker, Tinker thật sự là không có con nào mà lên Manta cả. Và mới một người mà lên Manta lần gọi là cho là lần thứ 10 hoặc lần thứ 20 đi mà các bạn bắt anh ấy xử lý skill giống như là AJ quýnh bao nhiêu năm, quýnh bao nhiêu gank carry để lên Manta rồi thì thật sự nó là một sự so sánh khập khiễng. Một người mới sử dụng cái Manta chỉ có gọi là mấy chục lần so với người sử dụng Manta cả mấy ngàn lần thì nó sẽ là một sự chênh lệch. Và với việc không né được cái skill thì cái việc sử dụng Manta của Medical nó đáng gọi là lỗi. Nếu mà so với một người như DG thì nó đáng gọi là lỗi. Từ mình đọc lại anh chat tí nha, mình chưa bắt đầu chơi game mình đọc anh chat tí. Nãy giờ anh chat các bạn chat nhiều quá. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Lại có câu gì đây, khi hôn con gái các bạn gì đâu rồi gì mà nguyên khi hôn con gái các bạn có cảm giác như thế nào, cảm giác khi hôn con gái hả? Sẽ có một người nào đó trả lời các bạn câu trả lời hay nhất mình đánh giá, chắc là khi con gái các bạn có cảm giác như là khi hôn con trai vậy. Chỉ là vui thôi nha. Rồi chuẩn bị qua mày bé thôi vô game rồi. Bảy lần lúc đầu hơi rung chút, lúc xa thì đéo có cảm giác. Ok, comment thôi, comment mình nét nha, comment các bạn biết rồi đó. Wow, một pha sờ móc của xích đẹp họ muốn lùm mạng ngay từ đầu. Dạy Liquid đánh gấu hả? À đây là sở thích của Bubby. Mình nhớ là hồi lâu rồi, cách đây khoảng 1 năm hơn thì phải. Mình có nhớ là một người nào đó đánh giá Bubby dạy anh, nghĩa là anh ấy thích dạy cho những người khác những điều như vậy, giống như là anh ấy muốn gọi là thể hiện sức mạnh của anh ấy về những điều như vậy, nghĩa là dạy cho đối thủ biết là họ giống như là ta bích con này để dạy cho mày biết quýnh. Rồi thôi rồi, phết lúc rồi. Một pha thêm bên quá chuẩn. Phết lúc dành cho dành cho Mid One.
quýnh một con gì đây, con này gọi là con gì, Abaddon. Smart money gold for me. Xin lỗi mày bát không thể tiếp vs bát winter vs rồi ở đây mà nó còn nữa. Balance của mình outline quýnh táo bạo lên, quýnh đi gan mạnh vô thua thôi, chứ còn quýnh bình thường là khó. Đánh là Fugui farm đánh nó luôn chứ. Sao đánh với em sao Fugui rồi? À ủa, em cầm giác hả, tưởng cầm Weepan, đang nói nếu mà cầm Weepan thì găng nhiều vô. Đừng có farm, game này mà Weepan farm thì thua. Cái game này phải để limit đắp cái Fugui đen. Ở đây đánh cái ru ngon lắm. Ok. Sẽ vào trận đấu thì cái lớp LS thì mình đã từng thấy nhiều rồi, mà mình sẽ phân tích cái lớp của LS cho các bạn nghe một xíu, thì các bạn nào nghe cảm thấy thuận tai thì nghe, không thuận tai thì thôi. Mình không có tranh cãi mình nói rồi. Những cái gì mình kể lại các bạn là kinh nghiệm của mình. Còn nếu mà kinh nghiệm mình nó đem lại các bạn không đủ để chiến thắng thì các bạn có thể bỏ qua. Mình chỉ truyền bá vậy thôi, mình chỉ nói những gì mình biết thôi. Những gì cái tầm mình không biết thì mình không dám nói. Ở đây là một fight what the fuck, tăng chủ quýnh quá vui luôn. What the fuck, mới đầu game mà như vậy nè. Đứng như là mình quýnh răng, các bạn thấy mình quýnh răng là những cái thế như này mình rất là nhiều. Quýnh Timber hoặc là quýnh những con giống như Timber ra vô, mình hãy đứng ở đây lắm. Và cái game này nó đang diễn ra như vậy, rất là vui. Mình gọi là mình quýnh cảm giác đối thủ. Mình cảm giác mình văng vào vùng 2 đối thủ và đối thủ không làm được gì, nó là một cái niềm thỏa mãn. Một cái niềm thỏa mãn. Ok, phân tích lớp thì mình sẽ phân tích liquid cái con LS này là thế nào. Cái việc nó chui vào người đi găng, các bạn phải hiểu vấn đề như vậy là phải có con đẩy lane. Các bạn hiểu không? Nghĩa là LS đi găng thì sẽ không có người đẩy lane. Tại vì sao? Tại vì LS chui vô một người, giống như là chui vô Winter hay chui vô LS hoặc là chui vô Phoenix thì sẽ thiếu hai người để đẩy lane. Tại vì chui vô phải đi găng thì thời gian đó sẽ có người đẩy lane, đó chính là Winter đi đẩy lane. Và Tinker đẩy lane thì khả năng găng thành công sẽ cao hơn. Còn nếu các bạn bích vào layup mà không có ai đẩy lane cả mà LS cứ đi găng liên tục thì sẽ thua, không boost được nhà. Đi găng là không boost được, là không đẩy lane được. Mà vấn đề đẩy lane nó quan trọng như vấn đề găng vậy đó. Bởi vậy các bạn phải hiểu vấn đề đẩy lane. Mình thấy cảm giác như là cái việc đẩy lane các bạn không chú trọng cho nó lắm. Các bạn cứ nghĩ cái việc không, các bạn hay những cái bạn giống như là cái tầm 3k 4k, các bạn hay gọi người khác tích xong khi người ta đang đẩy lane, các bạn cứ nói là họ không chịu tích. Thực ra là họ đang đẩy lane là một cái việc quan trọng không kém gì việc đi găng cả. Các bạn nên hiểu cái tầm quan trọng của việc đi đẩy lane. Giống như mình nói đó, Koto núp đi chỗ đẩy lane, gấu bỏ đấu con đi đẩy lane và chấp nhận chết của con. Đó là những cái pha gọi là tính toán chứ không phải là cái pha lỗi đâu. Chứ WC thì mình bị nhiều rồi, mình bị debug, thậm chí mình bị debug luôn rồi. Nhiều pha mình đi đẩy lane thì mình bị debug vì lý do là không chịu tích với team, trong khi mình cảm thấy cái việc tích nó không cần. Và nhờ mình cảm giác mình quýnh như vậy mình mới lên răng cao hơn họ hẳn. Họ 3k 4k mà họ chỉ một người như mình đánh không nên đi đẩy lane thì đó là cái sự ngược đời, cái sự buồn cười đó. Và chắc là các bạn, nhiều bạn ở đây là cũng hiểu vấn đề đó rồi. Thì nếu mà các bạn mà cứ di chuyển mà các bạn không đẩy lane thì rất là khó đi ra khỏi nhà. Các bạn găng xong các bạn vẫn phải đi về. Rồi, thì lao giết rồi. Đó là phân tích các găng của Liquid. Nghĩa là sao? Liquid muốn đi găng họ sẽ để cho một con Winter hoặc một con Tinker đẩy cái lane lên. Và họ sẽ đi găng thoải mái hơn và găng xong họ sẽ boost được. Chứ không phải là găng xong họ về nhà phanh tiếp, nó khác với Siluto là găng xong vẫn đi farm. Đó là lý do vì sao mà có những pha như thế này, những pha giống như là tình cờ đẩy boss xong rồi lẽ sẽ găng gần đó xong rồi quay. Ví dụ như lẽ sẽ cộng lẽ sẽ đi vô đây găng và tình cờ sẽ đẩy như thế này xong rồi giết xong thì ăn trụ. Ví dụ vậy, đó là một pha kết hợp. Thường thấy nha, các bạn để ý các bạn sẽ thường thấy những pha như vậy và mình chỉ nói những gì mình thấy thôi. Chứ không phải mình dự đoán đâu. Đó là những pha mình đã từng thấy rồi và mình đang truyền nó cho các bạn. Một bắt từ trên đời bắt xuống không ảnh hưởng mấy. Còn Aquaden thì mình xin phép nét mình không phân tích về con Aquaden này tại vì mình ít gặp nó và mình cũng không thích nó nên mình sẽ không nói về những gì mình không biết. Mà các bạn nào biết thì các bạn phân tích cho các bạn lên chat nghe xem thử. Còn con gấu thì cách đánh của nó cũng giống như con game vừa rồi, các bạn thấy rồi đó, là sẽ đẩy lên lẻ bằng Radiant. Tại vì style gấu ra đi bây giờ là gần như là vô dụng rồi, style đó đã bị nớp rồi. Lúc đầu ra nó bá quá thì hồi đầu ra là nhà lên sờ tay đó, gần như là mình thấy là gần như là 10 game hết 9 game lên sờ tay đó rồi. Sờ tay gấu con chỉ thịnh lại sau cái thời gian sau này thôi. Các bạn nào chơi nhiều sẽ biết cái vấn đề về cái việc sờ tay của gấu lúc mà nó mới ra talent gọi là đam với lại
với lại cách răng của cái attack răng của gấu cha. Thì mọi người thì thường thường đánh chọn đa cho gấu cha chứ không cho gấu con. Mà cái mùa đã qua rồi, đó thời kỳ quá khứ rồi. Ok, một pha Tinker chết. Còn nhận xét về Upgarden thì mình vẫn chưa có nhận xét gì. Mình vẫn đang, các bạn thấy rồi, bữa giờ mình vẫn đang là hơn 200 trận và mình vẫn chưa gặp một con Upgarden nào hết. Và mình gặp nó trong đang rất ít, tới một con rất ít. Như vậy thì tự nhiên biết mình không có cao. Mình chỉ hiểu sơ về nó thôi. Kiểu như nó là một con Death hay rau rất là kinh. Là một con quýnh âm bát khó chịu với cái bóng, thả bóng ra và giết cái thủ. Kiểu đó là kiểu chơi cơ bản của Upgarden mà mình đang thấy, mà 7-8k thôi. 10k mình chưa thấy, 9k mình cũng chưa thấy. Minh Quang chết rồi à, một mạng cho Michael Shaw. Đó là phân tích về những cái kiểu đánh xung quanh, xoay quanh co. Còn bắt đầu phân tích vào combat tổng thì đó sẽ là một combo. Combo gì? Combo các bạn khoảng 2 năm thì mình đã thấy combo rồi. Combo Winter và Phoenix, một combo rất là lâu rồi. Từ thời Phoenix còn thịnh. Đó là combo gọi là úp trứng và bu lại đánh trứng thì sẽ bị ăn Winter kết và sẽ bị trứng nổ. Lấy đam không, lấy không, hồi trước là còn trong lúc chụp thì vẫn gây đam được, bây giờ khác rồi. Bây giờ trong lúc chụp là không gây đam được, nghĩa là những thằng khác nó không bị ảnh hưởng đam khi mà nó đang quýnh và thằng bị Winter kết. Hồi xưa thì nó có, thì combo xưa nó hay hơn nhiều, bây giờ thì nó bị giảm khả năng gây đam rồi, nhưng bù lại vẫn còn khả năng tôn và chất up. Còn bên phía City thở bích một con tai thì các bạn, tai thì vậy, con Hydro nó dễ nhận ra là cách đánh nó cục súc. Đi lên lũi lũi xây như ba và ra vẹt tất cả những gì nha. À, có định lại chết nữa. Còn một pha băng trụ nữa, lại là một pha băng trụ dí xong. Băng trụ này đổi mạng để lấy mạng ở đền và Tinker cũng gần chết. Ở dưới boss thì là một pha băng trụ, liên tục là những pha băng trụ đến từ phía team Lý Quỳnh. Họ quýnh quá hộ báo. Ok, những pha phối hợp gọi là khá tốt đến từ bên phía team Lý Quỳnh. À đúng rồi, ta lần giảm hồi sinh của gấu là 50 giây. 50 giây ta ở là ta lần 20. Thường thường thời gian chết là 20, là ta level 20 là tầm 7 mấy giây. Mà các bạn giảm 50 giây nghĩa là chỉ có 20 mấy giây các bạn ra thôi. Về tầm level 20 là gần như lay game rồi. Mà lay game mà các bạn tưởng tượng một con hero lay game mà chết một phát 2 mấy giây thì làm sao mà ấy, nó chưa kể nó lên đồ chính, nghĩa là nó lên đồ cho con gấu cha. Mà chết 2 mấy giây một lượt thì khác nào nó có 3 bách liên tục. Thật sự đó là một thời kỳ huy hoàng của gấu, thời kỳ gọi là vàng son, thời kỳ gọi là đỉnh cao là sự nghiệp của gấu. Và anh ấy đang dần mất đi cảm giác đó. Một pha combo chết luôn, không kịp úp trứng luôn. Về lớp thì con Tinker này hồi xưa mình đánh giá nó không cao, nhưng bây giờ sau khi thời gian va chạm và được búp lên thì mình đã nhìn nó với một mắt khác rồi. Mình không nhìn nó với một mắt gì đó, biết dép và dép nữa. Nó sẽ là một lối tấn công gọi là cực kỳ khó chịu với cái hẹp. Thật là một con Tinker thôi là bị bắt cho lô kêu rồi. Một pha outlay hút qua 10k lớn hơn 9k Ereal. 10k lớn hơn 9k Ereal. Level 6 giết level 7 Ereal. Wow, có lẽ Michael gọi là ít kinh nghiệm được order. Thật sự là các bạn phải hiểu vấn đề là một layer mà gặp một con hero ít gặp thì họ sẽ hiểu rất là ít về nó. Thôi vậy rồi, là một pha tính toán quá hay của mà cũng biết luôn, gọi là outplay, không gọi là quá đáng nữa. Một pha solo kill 1v1 nó thường thường là những pha outplay. Dire's middle tower is under attack. Quýnh quá hộ bá rồi với Mức Hoàn quýnh. Quýnh đầu gan, quýnh gan gan được ai đâu. Em biết là em gan được Misa thì em gan, không gan được thôi bỏ. Chứ em gan đến khác không ảnh hưởng gì đến game đâu. Nó mạnh chút lên Fugi đâu có lên theo kiểu default được. Chịu sao đánh nó ta? Chịu thôi. Tết sao? Lên luôn cái gì nữa. Lên thì phải lên Manta rồi đó. Sao vậy? Chịu thôi, không lên vô đây game này khó thắng lắm. Em gan được bao sao không? Em gan được em đừng lên. Chứ em gan mấy anh khác anh thấy thắng được game không? Rõ ràng không rồi đó. Gan xong bút không đi không vô đâu.
Bích thì đôi thua rồi thì chỉ có Việt Ban mới gánh được kèo này thôi, chứ em gánh không nổi đâu. Việt Ban nó phải xin nó bò nó mới thắng được. Đã Bích thua mà còn đòi quýnh ngang thì quýnh nào thắng. Em không phải gan đâu, lấy một con Hamlet đi gan thì nó khác nào tự thua. Không có gì đột biến hết. Nó nhắm gan được nuôi xa thì gan, còn không gan được thì thôi. Phải chui vào thôn đích chuẩn bị vụ kèo thôi. Nghĩa là bu lại quýnh thì nó sẽ chui ra, không bu lại quýnh thì nó sẽ bỏ. Và dự đoán, nhưng mà nếu mà dự đoán game này thì mình đúng không? Team cơ thì đang họ một xíu. Và LS game này quýnh thật sự là LS không quá bá, nhưng tờ 4 hơi yếu. 4 GH thì GH quýnh con nẻ này mình thấy cũng không có nhiều. Chỉ sao sao như là bị băng Phoenix với lại bị băng Goto với lại IO, anh ấy bắt đầu chuyển qua IS với lại nẻ có thể gặp mà mấy lần thôi. Và cái đánh giá của mình thì con nẻ của GH nó không bằng Afu. Đúng không? Afu hay ai của LGDSY á. Afu thì đúng rồi. Afu của MVD quýnh con này hay hơn. Cái sự di chuyển, cái sự đột biến của anh ấy mình cảm nhận là hay hơn. Đồng cười với nhà, cười khinh bỉ, cười nay nẻ, cười vui. Nhưng mà cái combo của nẻ và tinh cơn, các bạn cũng một số bạn cũng biết rồi, đó là gì? Đó là bột bám đêm, hạn chế tầm nhìn của đôi bạn và tăng tầm nhìn của team mình lên. Và với việc tăng tầm nhìn lên thì người hưởng lợi lớn nhất ở đây đó chính là tinh cơn. Bột kia của tinh cơn, cái sự hỗ trợ của nẻ không khác gì là một gọi là hổ mọc thêm cánh hay là chó mọc ấy là nhím mọc thêm lông cả. Nhím mọc thêm lông là mới hơn một câu phát minh mới cho mình, tại vì mình bính EB mà mình khoái kiểu đó lắm. Giống như CM với EB thì chẳng khác nào nhím mọc thêm lông cả. Bình thường búng da vô dính 10 cọng lông cho người đó, thì bây giờ có đi like thì búng sẽ nhiều hơn, sẽ dính 20 cọng lông sẽ đau hơn. Cái lợi thế của team Liquid, combo Liquid game này thắng được sẽ là nhờ vào combo của NS và Tinker nhiều hơn là nhờ vào những người còn lại. Và cái vấn đề của team Secret ở đây là họ không có người nào có khả năng bắt Tinker cả. Với việc vua ống đêm ở đây thì khả năng bắt Tinker rất là khó. Một con thanh kinh lao vào cùng với một con Warden nghe cũng khó nha. Thì mình vẫn đánh giá cao với Liquid không vì họ là một nhà vô địch, nhưng mà các bạn phải biết một điều là gì, là Liquid họ đã thua Secret ở trên chung kết đánh thắng rồi. Nghĩa là Liquid họ đã thua rồi, mà đối với mình là một team mạnh mà thua một team khác nó ở chung kết thì ở dưới họ sẽ dễ leo hơn, thì vì họ Liquid họ vẫn giấu bài, họ vẫn gọi là quýnh những con. Các bạn để ý cái dòng bảng này là Liquid này họ bích những con lạ đó. Cho Medical đó là con Gyro và con BL. Ra vẹt chết luôn không kịp ấp trứng. Và chết đôi. Vẫn là những vai nãy giờ Phoenix vẫn dư cái một pha ấp trứng thành công nữa. Lại là một pha chết đôi. Hai pha chui vào rồi. Thay vì gọi là giống như là đưa ta đi trốn thì cái này là đưa ta đi chết. Có lẽ là LS của Mataman đang gọi là thầm nhất trong lòng. Mày đã đưa ta đi chết vậy đó chứ không phải đưa ta đi trốn. Ủa Liquid ăn 10k hả? 10k 10 kill hả? Mình không để ý, mình không có bet, mình không biết cái đó. Đối với mình cái kill đích on này nó với mày nó chỉ cận chân thôi, như game vừa rồi vậy. Tỷ số giận hơn gấp 3, gấp 4 lần mà cái đích vọt vẫn không có chênh lệch và game rất là căng. Liên tục là những pha bắt lẻ đến từ cái đích điểm họ đang rồi hát đây, thể hiện cái sự di chuyển khá là yếu của mình. Với con này S nha, mình không dám nói là cái khác, mình đang nói con này S là như mình nói đánh giá không cao con này S của GH bằng những con NS của team khác, ví dụ như là LGD, SY, một con này S chuẩn mực luôn, một con này S Afu gọi là đi với đâu có mạng tới đó, một ông gọi là vua bóng đêm, chú tể của bóng đêm.
Ok. Ồ, thì mình nói rồi, combat của bên phía Liquid họ sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào thì nãy giờ mình phân tích đó, các bạn nghe không thông thì các bạn đi kênh khác các bạn coi, mình không cần các bạn coi, mình đang phân tích, mình đang nói những gì mình biết. Đó là cái chủ đích của kênh này, thì mình cast là như vậy. Các bạn nào không thích có thể đi kênh khác mà mình không có thay nên các bạn đó. Các bạn chê cũng được, cái đó chuyện bình thường, nhưng mà các bạn không thích thì các bạn hãy đến thêm kênh khác, không cần vào kênh mình mà nói những điều như vậy. Giống như các bạn nói là tắt nhạc đi, nghe ồn quá, những các bạn như vậy rất là bất lịch sự, họ vào nhà của người khác và họ giống như kêu mày tắt nhạc đi, tao vô đây tao nghe ồn quá, các bạn rất là bất lịch sự. Mà thì đối với những người như vậy mình không có tiếp. Rồi ép lại bắt đầu bị bắt những vai di chuyển ở hát thật sự là quá yếu. Con nẻ của hát cần phải học thêm từ Afu, một con nẻ chuẩn mực của tàu và gần như là của thế giới luôn, tại vì hồi anh ấy quýnh ở cái giải nào đó, diễn giải lớn đó, anh ấy đang gọi là cái uy con nẻ rất là cao. Đừng có chửi như vậy, cái này các bạn đừng có chửi như vậy, đừng có chửi địch mẹ má, mình không thích lắm, các bạn văn minh lên một xíu. Kênh chat thì nói thôi, thường mình nói gì vậy đó. Những cái bạn mình vô đứng chửi thôi, gọi là vô kênh chat, vô kênh của mình đang chơi vì mình thích chơi, chứ mình không có chơi theo yêu cầu các bạn, mà các bạn cứ nói kiểu như là tắt nhạc kìm cái ồn á, kiểu vậy. Các bạn nói những câu như vậy, các bạn nghĩ mình sẽ làm theo nha. Có đâu, và một pha combo ở đây, một pha combo tổng của anh Lý Lưu Quỳnh và chưa có không hợp chứng luôn, bắt Mick Van và giết Sanh Kinh. Hiêu máu cho đồng đội. Cô nít tăng một điểm và hiêu máu đồng đội. Ăn được cái chậu rồi. Một pha ăn chậu. Tay lên quyết định. What the fuck? Tại sao Fata lại TP ra như vậy? Anh ấy không có đủ mana chỉ với một cái tích. TP ra. Đép được không? Mình nghĩ là không được đâu. Một pha TP hơi thua rồi. TP xong đi về thì nó chẳng khác nào là đi không đi TP cả. Wow, bỏ chậu. Chỉ là những pha DB dài dặm thôi, không để làm gì cả, đứng không. Nếu mà đế trụ 2 thì nghĩ là Liquid họ không boost đâu, chỉ là một pha DB về bình thường thôi. Sau đó Midvan sẽ đi farm lên khác để mình coi, Midvan sẽ đi vô rừng. Đây là một sự phân chia farm rất là hợp lý, các bạn cần để ý một xíu. Đó là gì? Đó là khi mà một con nó ra lên mid rồi thì các bạn nên đi lên khác, ví dụ như là đây rồi Midvan sẽ lên rừng, còn ở dưới boss sẽ là Ice. Đọc là AC đi ha, cho quen miệng của Việt Nam, đó là AC. Thì sẽ farm ở lên boss và Midwan sẽ farm ở top, và người ta sẽ vẫn đứng ở mid. Nó sẽ hạn chế việc farm chồng nhau. Các bạn thấy là ở chơi nhiều khi những đứa nó farm rất là chồng, ví dụ như là mình TP ra mình cứu nó, cứu không được thế là như nó sống dậy, nó TP ra lane của mình luôn. Sau đó là hai thằng đứng nhìn nhau và giành farm của nhau. Đó là một pha lỗi của cả hai bên luôn. TP ra không làm gì cả là một pha lỗi, nghĩa là các bạn đánh giá vấn đề không đúng. Các bạn TP ra các bạn không làm gì cả là nó một pha tính tán lỗi các bạn rồi. Còn cái thằng phía xa, thằng TP ở đây bắt được rồi, chiến lên chuẩn bị ấp trứng luôn rồi, thể là một pha ấp trứng này, mình nghĩ là vậy, là một pha ấp trứng lên. Ok giết được và là đổi mạng rồi, hai mạng luôn, không phải là một mạng nữa, hai mạng đổi hai, một pha đổi mạng gọi là gần như quỳ vốn lỗ một xíu, bù lại lấy được cái đơ vẹt thì một pha đổi mạng nó, nếu mà tính kỹ một xíu nó sẽ là quỳ vốn. Còn trước mắt thì sẽ là một pha lỗ vì sao? Một plan, một carry và thời gian đi di chuyển là giết được một con mid và một con support. Nó là một pha đổi lỗ một xíu, bù lại cái lời cái ra vẹt. Và trong thời gian không có ra vẹt thì team Liquid có thể làm nhiều điều hay ho hơn. Ví dụ như là boost trụ 2 hoặc là tạo thế ổng kìm, boost trụ 1. Thật sự là những bạn chủ động như vậy thì ngoài Vũ Nguyễn với Goldman ra thì mình sẽ không thanh lên. Vũ Nguyễn là vì sao, các bạn để ý Vũ Nguyễn thì mình biết. Nói chung là kiểu như là nó fan, một fan hâm mộ quá khích vậy đó. Chỉ là Dota VN chứ không phải fan hâm mộ của mình. Nó là một fan hâm mộ quá khích. Các bạn để ý Vũ Nguyễn chửi đúng không? Có những thông tin Vũ Nguyễn là biết rất là rõ. Mình đã thấy là Vũ Nguyễn biết rất là rõ, những thông tin rất là chính xác. Và Vũ Nguyễn dựa vào đó Vũ Nguyễn chửi mình. Thì mình công nhận là một điều là Vũ Nguyễn cập nhật thông tin rất là chuẩn. Nhưng mà cái việc chửi là chửi mắt yêu thôi. Các bạn để ý đây, tại vì sao? Tại vì cái những lúc nó bình hôm bữa nó bình thật tê, nhưng mà các bạn thấy vẫn vui vẻ nha, bình thường thôi. Còn bị chửi hay không là chuyện của nó. Còn Goldman thì cũng vậy, Goldman có những câu nói và những nhận định rất là chính xác, và nó ở cũng tầm 6-7k, 6k, 5k thì chắc cũng có, 6k chứ 7k chắc chưa tới. Nói chung là những người như vậy thì mình
mình khen lên cái khả năng của họ, mình khen lên khả năng gọi là một người thì nắm thông tin, biết thông tin, biết chửi bằng thông tin chứ không phải chửi bừa, hiểu không? Người mình nó chửi nhưng mà nó chửi bằng thông tin, nó có thông tin mà nó là thông tin chính xác. Còn comment nó nhảm, nhưng mà nhảm mà nó cũng có triết lý của nó cũng có những cái thông tin gọi là hay, những cái đọc thông tin hay. Đó là sự nhảm nhí gặp chửi bới của chúng ta. Và một hai combo nó chuyển đẹp hay rồi, lần này khác những lần khác rồi. Và bước qua là người chết thật sự là một con hồng Odin, nó quá yếu đuối và sẽ đạn đầu game và mất game. Và cái bữa biết lực lượng sai khủng khiếp như vậy thì phải nói là Tinker xả chiêu ở đâu là chết ở đó. Một loại bánh hổ báo đến từ phía Liquid, một loại bánh quá hổ báo đến từ Liquid. Ok, ba mạng dành cho Liquid. Và như mình nói rồi, các bạn có biết lý do vì sao cái bát này xảy ra không? Vì cái đó vẹp vừa rồi trên top, các bạn phải tận dụng nó, và team Liquid họ không bỏ qua điều đó. Các bạn thấy không? Như mình nói đó, một pha đổi quầy vốn ở đây là hai mạng thì lỗ, nhưng mà cái đó vẹp thì lời. Và cái lợi ích của việc câu được ra vẹt đó, nó vừa thể hiện cho các bạn xem cái lợi ích của việc câu được ra vẹt. Combat vừa rồi Liquid ship này không có ra vẹt, đó là chính là lý do vì sao họ thua. Lý do vì sao mà team Liquid họ băng lên như vậy, họ không sợ một con tai có ra vẹt. Đó là lý do vì sao mà mình nói cái pha này đổi quầy vốn. Nhưng mà trước mắt là cái pha này, trước mắt lợi ích trước mắt thì là ship đẹp họ hơn, nhưng mà lợi ích lâu dài là vừa rồi là một pha lợi ích lâu dài đó, các bạn phải đánh giá nó như vậy. Thật sự là đối với những team lớn thì theo mình biết là những team lớn họ luôn có những tính toán cực kỳ như vậy, họ bấm giờ, họ tính toán chính xác, gọi là chính xác đến từng gọi là cộng trừ 5 giây, nghĩa là họ sẽ biết được chỉ sai số chỉ gần 5 giây thôi. Một pha combat lần này hơi fail một tí, cũng là một pha combat không câu được ra bè rồi, này là lỗ, không lỗ chính thức luôn, không có lời gì nữa, không có quầy vốn như hồi nãy mình còn đánh giá là quầy vốn, chứ pha combat này là lỗ, không mất ra bè và chết 2, thậm chí là chết 3 luôn, không được ra bè rồi. Và giết được thêm là S nữa. Ê, what, tôi mới thấy HT các bạn không, mình không để ý HT, tưởng là một pha hổ báo của Medical, nhưng mà thật ra là có một cái HT, có một yếu tố ngoài dự kiến, đó là cái HT mình không chết kịp. Ok, một pha tim quay nhẹ nhưng mà không ảnh hưởng cho lắm, tại vì câu được ra vẹt rồi. Sau cái ra vẹt này sẽ là một màn ăn trộn tiếp, một màn như thế nữa của Liquid. Và bên phía xếp đẹp cần phải để ý hơn để tránh cái việc như ở dưới boss vừa rồi. Mình hoan nghênh cho các bạn chửi mình. Mình chửi mình thế như nào? Chửi mình bằng những thông tin chính xác, chửi mình bằng những câu gọi là triết lý một xíu. Các bạn chửi mình, các bạn chỉ mình, ok, mình chấp nhận nghe chửi. Mà bác chàng chửi mình lung tung, cắt lung tung, nói lung tung, mà các bạn không chỉ ra cái lung tung chỗ nào thì mình nép các bạn một xíu. Các bạn đó thật sự là bất lịch sự, không kém gì những người mà vô kênh chat của mình và khi mình tắt nhạc cả. Các bạn thay vì các bạn yêu cầu mình tắt nhạc thì các bạn mua mình đi. Các bạn biết cái thói quen của mình mà, mình mở nhạc xong rồi vào game mình sẽ tắt, phần lớn là như vậy. Còn những game nào dễ quá mình mới để nhạc thôi. Thì các bạn sẽ vui lòng mua đi, mình không chiều lòng các bạn những vấn đề ở đâu, kể các bạn donate cho mình cũng vậy, anh có thể tắt nhạc đi để em donate anh không? No, tôi thích nghe nhạc vậy đó. Ok, ổn không? Nghe ổn thì các bạn sẽ làm như vậy nha. Còn hôm nay là ngày mà mình nói cho các bạn biết những gì mình chưa nói, ít khi nói ở trên chat. Hôm nay là một ngày nghỉ, ngày ớt, và mình sẽ nói vào những cái đó. Đối với những người như vậy thì mình không hay nghênh cho lắm, bất lịch sự lắm. Các bạn thử các bạn vô nhà người khác, các bạn làm khách thôi, nhà đó đang mở karaoke, các bạn có vô các bạn nói là mày tắt karaoke người ta cái tao muốn yên tĩnh không, các bạn có làm như vậy không? Ở đây là các bạn không nên làm như vậy đâu, các bạn làm như vậy các bạn là một người bất lịch sự. Những người như vậy mà đi qua nhà hàng xóm người ta sẽ đuổi thôi, đừng để ta đuổi. Cái game chat của mình, cái game các bạn phải hiểu là cái game của mình nó như ngôi nhà của mình, chứ không phải là mình mở ra kinh doanh, mình không mở ra như một cái quán ăn. Các bạn không thể tới một cái nhà người ta mà các bạn yêu cầu tắt nhạc được. Các bạn có thể tới quán ăn các bạn nói như vậy được, các bạn hãy nói là anh ơi ồn quá mở nhạc nhỏ cho em được không, ok, các bạn là khách, các bạn có thể nói như vậy được, khách hàng nha. Còn khách khứa kiểu các bạn vô nhà người ta các bạn nói những điều đó nó bất lịch sự lắm. Và cái kênh YouTube của mình nó là như vậy, nó là ngôi nhà của mình chứ không phải là cái nơi mình kinh doanh, không phải là quán ăn, không phải là cái tiệm kinh doanh cà phê hay là tiệm kinh doanh nước ngọt gì vậy. Các bạn phải hiểu vấn đề đó giùm mình một xíu để tránh việc bất lòng nhau. Và những bạn như vậy thì nét thôi, những bạn vào kênh chat của mình để giải trí thì các bạn nét giùm mình một xíu.
mình không có tiếp. Trời, what the fuck, mình chỉ nói những cái điều như vậy và những lúc không đánh nhau thôi, các bạn rõ ràng thấy không đánh nhau không? Giờ các bạn phân tích cái này như thế này như thế nào? Phân tích rồi đó, phân tích là không tham trùng lên nhau nè, thấy không? Pinker tham bên đây, LS tham bên đây là nó như bình thường như nãy mình phân tích rồi đó. Midwan chết sẽ sống dậy và tham ở đây. Giờ phân tích gì nữa, chưa đánh nhau, chưa có hướng di chuyển mà các bạn ghi mình phân tích, bắt đầu có nè. Thì giờ mình sẽ phân tích. Và nãy giờ là ngoài những lúc đánh nhau với lại di chuyển ra thì mình phân tích gì? Anh ấy tham hay quá, hai một lần 3 bãi hả? Nghe nó buồn cười lắm. Dire are scanning. Hôm nay không có buồn, đâu có chuyện đi đâu buồn, what the fuck. Mới đi nhậu xong về làm gì có chuyện buồn được. À, ăn nhiều quá. Các bạn hiểu là mình hồi nãy mình nói rồi, mình đi ăn lẩu về mình lỡ ăn nhiều quá, bụng mình nhiều thức ăn quá, mình phải nói chuyện nhiều để tiêu hóa hết. Chứ không nói nó cứ để đầy bụng tối sau ngủ. Đó là lý do vì sao mình nói nhiều. Đùa thôi. Thật sự là hôm nay là ngày ốp. Ngày ốp là ngày nghỉ ngơi và ngày xả stress thì mình không đánh răng thì mình sẽ làm những điều như vậy. Đối với các bạn vui và mình cũng vui nữa. Chứ mình đâu có chuyện này là buồn quá. Bữa giờ thật sự là team chen hoạt động nó cũng tốt nhưng mà những cái mình nghĩ. Mặc dù mình các bạn thấy mình chen mình chửi vậy thôi nhưng thật ra mình thấy nó đang ổn một xíu. Chứ không thật sự là không có gì á. Mình ăn nhiều quá, mình cần tiêu hóa năng lượng đi bằng cách giống như nói nhiều một xíu, nói làm nhảm xíu cho nó hết năng lượng, cho nó tiêu hóa thức ăn đi, tối nó ngủ được chứ các bạn ăn no các bạn sao các bạn ngủ được. Nó buồn ngậy á, ok buồn ngậy, ok được á, giống như buồn cười vậy đó, buồn mà còn cười nghe nó nghịch nghịch. Thôi ok, chuẩn bị cho tao cơ bán nha. Cơ bán này liên quan họ bắt đầu bóng đêm rồi, mở đêm lên và sẽ là những pha bay ra thôi. Wow, ít dẫn giữa đường luôn, một pha thôi rồi, một pha cơ bán. Không dám nói, chưa dám nói, chạy thác kịp rồi, chạy thác kịp rồi nhưng vẫn chết. Đá bẹt không chết rồi, một pha đá bẹt kịp thời cũng được, tên lửa bay tới rồi vẫn là chết. Chết một nhưng mà ở đây là giết được hai con thôi, hẳn gom bát rồi. Mình đang ngại nói sai nhưng mà thật ra pha đòi mình đang nói đúng, mình đang ngại nói sai cho game vừa rồi. Nhưng thật sự là một con học ở đình thì nó không có độ gom bát, nó không có độ gom bát giống như một con kiến nó còn anti là được. Con học ở đình chết là chết rồi, không chết cũng như chết. Tại vì sao không chết thì có một cái khái niệm lớn ở đây các bạn mới hiểu là gì. Khái niệm đây là mình nghĩ là những bạn trình cao cũng chưa hiểu hết được, đó là gì. Đó là trong combat mà các bạn giết gần chết đối thủ, nghĩa là các bạn đã giết chết đối thủ rồi đó. Nếu mà không có gì thì ghen, nếu mà không có strike, không có giày bay thì khi các bạn đi về nhà không khác gì các bạn đã chết rồi. Các bạn chết trong vòng nè, các bạn đi đường này về, các bạn đi ghen các bạn ra, không khác gì các bạn chết 20 giây cả. Nghĩa là trong combat đó thiếu vắng các bạn 20 giây, cho dù các bạn sống thì đồng đội các bạn vẫn sẽ thua combat vì các bạn thiếu thì sự vắng mặt của các bạn. Đó là một cái nghĩa là các bạn không cần phải cố sống cố chết đâu, các bạn phải hiểu là các bạn nên chen target. Nghĩa là các bạn thấy cái bát vừa rồi không, LS nó không dí lên, nó không dí theo bạn qua đền, nó không cố sống cố chết, nó dí mà nó chưa để cho NS nó làm việc đó. Và cái tên lửa là cái dứt điểm, tên lửa và NS hai người không phải làm ra dứt điểm không, các bạn phải hiểu vấn đề như vậy. Mình thấy nhiều bạn quýnh như vậy, cố sống cố chết quýnh một mục tiêu không bỏ luôn, không buông mục tiêu luôn. Và đây là một pha bị bắt của Phượng Hoàng. Trong khi đó thì LS đang ăn đồ xa nhưng mà quăng anti AA rồi, không bỏ rồi. Wow, không bỏ rồi này, nó không bát ba đó mà bát là chết rồi đó, ba đó mà bát là khả năng cao là chết rồi đó, trừ khi chui vô người GH thôi, chui vô người thụ tinh nhân tạo thôi. Tiếp Fata rồi, Fata qua này rồi. về đi anh rồi đó, anh tới đó anh. Fata làm gì vậy thôi, TB không có TB 5 giây thôi, tiếp Fata rồi, chuẩn bị thôi, khả năng cao là chết rồi. Đáng sai hướng pin rồi pin tới tháp luôn. Wow, đáng sai hướng, đến lúc nhận ra thì đã chạy rồi. Khả năng cao là chết nhưng mà đáng sai hướng, mình đã đáng sai chung luôn. Và móc đồ xanh thôi rồi, không khác gì móc bia hay móc mấy cái xe gọi là dưa hấu bị đổ hay là bia bị đổ cả. Họ đang móc đồ xanh, ăn đồ xanh gần một nửa và họ chui vào họ móc thôi bia, thôi dưa hấu. Cái này là hôi rô san, pha câu kéo của Hata quá gọi là nghệ thuật. Ở đây gần hát vui quá rồi, gần hát quýnh đã hết vui quá rồi. 38
Chắc không ra vẹt đâu hả? Giữ, giữ đi anh. Thôi, lui thôi. Còn pha ra vẹt bắt tình cơ luôn. Tổng bàn tình kỳ luôn. Pha chết mướn. Pha chết mướn. Gọi là hy sinh co để cứu sập. Và thật là cảm động quá các bạn ạ. Thật sự là quá cảm động quá đi mà. Một pha xử lý gọi là hơi khó hiểu đến từ phía Medical. Anh ấy đã bình linh về hướng đối thủ thay vì bình linh ngược về để chạy. Đúng không? Thường thường nè, những... đó, tại sao lại không bình linh ngược về? Sau khi bình linh lên cũng cũng thật sự là ok. Chỉ là một pha lỗi thôi. Là một nửa tiếng thôi, một pha lỗi nhẹ. Và thường thường sau những pha lỗi như vậy thì sẽ có những pha lỗi hơn. Các bạn phải hiểu lỗi hơn ở đây là gì? Cái đây là những pha tính toán của Liquid các bạn. Tính toán là gì? Câu giờ chờ Tinker ra. Nếu mà Kuroki không làm như vậy thì cái trụ này khả năng rất là cao sẽ là bị bỏ, bị rớt. Bị boost mà không phản kháng lại được. Trong khi nếu mà Kuroki làm như vậy thì sẽ câu kéo rất nhiều thời gian, 15 giây phải không? Thay vì 30 giây mới ra thì bây giờ chỉ còn 15 giây và một cái trụ sẽ là 5 giây. Và sẽ quyết định dép luôn. Đây là những tính toán đến từ những team lớn. Họ có những cái spy như vậy để họ đép nghe. Ra luôn quýnh luôn. Ra luôn quýnh luôn, ấp trứng giữa đường luôn. Chia hai người quýnh hai hướng. Và Nick Van đã chết ở đây. Nổ trứng Queen và Nick Van rồi. Một pha tool 2 và không có thôi rồi. Không, nhưng mà không có đa vẹt. Không có tool luôn. Lui về được và đếm trụ. Đếm mất cái trụ rồi. À, có cái quật mà ok. Nhưng mà thật sự là mình cảm nhận được pha đó là nên mình lên lui về, đúng không? Nên mình lên lui về, tại sao lại mình lên và TP được như vậy được? À, với những cái quật này là cái quật chống tinh cơ và người của tinh cơ nên để ý tới cái quật này. Nó chỉ mang tính bất ngờ thôi, bất ngờ trong có một lần thôi. Chứ thật sự thì những cái quật như thế này là nó là cơ bản thôi. Hồi đầu nó mới ra thì đó là một cái khái niệm mới nhưng mà đã lâu lắm rồi. 2 đến 3 năm rồi, mình nghĩ là 2 đến 3 năm từ khi cái quật này được phát minh rồi. Thì mình nghĩ đây là một cái điều cơ bản rồi đó. Hồi xưa lúc nó mới ra thì đó là một kiến thức nâng cao. Còn bây giờ nó là một điều cơ bản mà hầu như những viewer nào coi cũng biết là cái quật này cấm để làm gì. Và với việc biết được điều đó thì cái việc TP vào cái tầm này thì nó sẽ là một cái lỗi. Một cái lỗi, nhưng mà cái lỗi này thì như thế nào? Và Liquid đã khắc phục điều đó như thế nào các bạn thấy để ý được không? Tinker vừa chết cái là Kuroki lao lên đẩy lane. Mặc dù cái việc đẩy lane của anh ấy đã tạo sự nguy hiểm cho anh ấy nhưng mà nó là điều cần thiết. Thậm chí anh ấy chết luôn nó cũng là điều cần thiết. Các bạn sẽ câu kéo được thời gian rất là nhiều cho Tinker ra thay vì các bạn không làm gì cả và để bên kia nó boost ở đây. Và lúc đó các bạn phải lo dép ở đây. Nó sẽ khác với việc các bạn chỉ lo dép ở đây. Đối với những người nào chơi Dota lâu thì họ sẽ hiểu cái vấn đề này, cái vấn đề mà cái quật trên đồi, cái quật gọi là Bubby quật. Cái quật có nghĩa là cái người đầu tiên nghĩ ra cái quật này chính là Bubby. Mình không nhớ rõ là ai nhưng mà cái khái niệm này được cái khái niệm mà quật trên đồi này được nhắc tới Bubby quật, gọi là Bubby quật. Nó giống như là một khái niệm Poison Hút của Na'Vi, nhắc tới hút kéo về hồ máu. Những team khác cũng có thể là có team đã làm đồ nhưng mà khi nhắc đến nó thì mọi người sẽ nhớ tới Na'Vi. Đó là một ấn tượng ban đầu. Giống như các bạn biết mối tình đầu á. Mối tình đầu là một mối tình gọi là nhớ lâu nhất. Mặc dù sau này các bạn có mối tình tới 9, tới 10 hoặc là vợ con nhân nữa thì nó luôn để lại ấn tượng sâu sắc cho các bạn. Một ấn tượng mà gọi là khó quên. Và cái người đầu tiên Bubby World chính là một cái điều như vậy. Ok, đối với những bạn gọi là không biết cái quật này để làm gì thì đây là chính là cơ hội để các bạn được nghe phân tích được cái quật đó. Cái quật này là chống tinh cơ. Đơn giản là dánh cái quên lớp bụi để đen. Đó, thí dụ như lính đẩy tới đây đúng không? Thì tinh cơ sẽ nhảy lên và chui vô bụi để boost. Thì lúc đó thì cái quật này sẽ là cái quật chống tinh cơ. Và cái quật thứ hai chính là ở đây. Cái quật thứ ba chính là ở đây. Cái quật thứ tư chính là ở đây. Đó là bốn cái quật cơ bản để gọi là tinh cơ quật.
Nói đúng là Tinker quật, chống quật, chống Tinker. Ngắn gọn là Tinker quật. Bookby quật là bị ấn tượng ban đầu của mọi người. Và cái quật này chính là Bookby. Như một mối tình đầu vậy. Còn game thì đã đầu chui qua rồi. Chuẩn bị là khoa di chuyển của bên phía bên phía Liquid, họ đang chui vào và vẫn là Mind Control. Tại vì cái người áp sát, cái người cơ động nhất team bây giờ chính là Mind Control. Không dám chui vào Tinker, lý do vì sao các bạn biết là cái gì. Mặc dù cái lý thuyết là chui vào một con có blink hoặc là có cái chiêu dịch chuyển để cái tốc biến để có thể lao vào đội hình đối thủ. Thì Tinker, tại sao không chui vào Tinker, cái gì bạn thắc mắc như vậy không? Các bạn nào thắc mắc như vậy không? Nếu mà các bạn nào thắc mắc thì mình cũng giải đáp xíu xíu, mặc dù nó là kiến thức hơi thấp một xíu. Đó là Tinker là một con cần rất là sao. Nó mà là lên trước để nó nhảy vô để chở để ép đi thì giống như là nó là một cái băng tài vậy. Nếu mà Tinker làm gì đó hay dạng khác mình là một cái băng tài cả, đưa người vào chỗ chết chứ không phải là đưa người sống nữa. Regeneration. Bớt đi ông. Má, cô game cây phải lùn. Gác nghe tao cũng nghĩ mà giữ chừng nó nghĩ nó giận nó nghĩ. Tự giác vô đây. Mình có làm phút thì mình để bể ra. Ê, phật pha ra bạn nhưng mà không chết được. Không chết được thì sẽ làm sao chứ. Tùy thay lên, tùy thay lên, cứu được không? Cứu được rồi, cấp dân 2 rồi. Cấp dân 2 rồi. Nó đợi chừng có 2 nhưng mà không có gì để ra cả. Chỉ là một pha mất ra vàng mà thôi. Wow, các bạn có thể thấy được cái việc cái sự lợi hại của Net chưa? Cái pha vừa rồi cái sai đó là sai của Net. Các bạn có thể thấy cái tầm cái độ combo của Net và Tinker nó hiệu quả như thế nào chưa? Còn sai Net nó rộng, thành nó quá đó. Các bạn thấy chưa? Đó là lợi ích của combo Net và Tinker và mình phân tích từ đầu game đó là gì? Đó là game này muốn chiến thắng thì cần phải những pha như vậy, những pha lấy sai của Net và những pha combo của Tinker như vậy nó mới là dẫn tới chiến thắng cho Liquid. Chứ còn nếu mà dựa vào LS và combo LS và combo Phoenix thì nó là không đủ. Nó chỉ mang tính bổ trợ thôi. Bộ combo quyết định chính là LS và Tinker. Ok. Nói hơi nhiều rồi, hang rộng quá. Tối ngủ mà. Thôi giờ cái này lúc đánh nhau mình phân tích nha, mình thấy không phân tích di chuyển đó. Nãy mình phân tích rồi, cái này mình phân tích nữa. Thì đó là thấy combo chưa? Nó rất bị xì, nó này như vậy. Một cái hệ thanh và những hai tên lửa gọi là không thể chống cự lại được. Nhưng mà ở đây thôi rồi. Thủ quang quá là vui quá rồi. Mà được rồi vui quá rồi. Rồi vui lui thôi, chạy thôi. Giờ ai dễ em về với? Thôi rồi. Không ổn lắm. Không có lắp luôn. Không có lắp luôn. B qua B luôn. B qua B giết gấu không phải vậy. Họ biết được Fata chưa có anti. Họ biết được điều đó. Mình đảm bảo họ biết được điều đó. Phải lần. Úp chân luôn. Phải lớn ở đâu. Úp vào. Phải thanh hôn hết rồi. Phải thanh hôn hết rồi. Chuẩn bị sẽ là một pha. Không có đa vẹt rồi. Không đủ mana. Chỉ bị bỏ Thurin lên thôi. Bỏ Thurin lên liền anh ơi. Bỏ TP xuống. Bỏ TP xuống gấp. Không luôn, không phải là vậy. Lf đâu, Lf đâu, Lf đang chui vào một người đó, đang chạy về rồi. Thôi, mình hết riết rồi đó. Sẽ là 2 mạng. Sẽ là 2 mạng. Và chui lại để che, để đỡ cho vô. Và bắt đầu. Lấy sai, lấy cái thành chuẩn bị. Làm gì đây? Wow, vậy luôn đó. Thôi. Oh. Thật sự là cũng đúng, tại vì sao các bạn biết vì sao có một pha như vậy không? Vì GH biết là thanh kinh chết rồi. Và người giữ GH chỉ có thể là thanh kinh thằng Tai thôi. Tai sẽ là một pha ra vẹt dưới tương ra. Rồi TP thôi, nó hú về không được. Chạy, bắt đầu TP. GH một pha táo bạo, có tính toán. Tính toán ở đây là gì? Đó là việc Tai hết mana trong tầm nhìn. Và thanh kinh đang chết thì thật sự là bên phía bên phía xích đẹp họ chỉ có họ chỉ có gấu có thể stop được cái TP của anh ấy thôi.
Và mục đích của cái việc đàm như vậy là gì? Mục đích là như vậy là gì? Không phải lấy ăn AE đâu, các bạn phải hiểu là mục đích của né không phải là ăn AE, mà mục đích của né là thu hút sự tập trung của team địch và người anh ấy để tránh cái việc bị boost. Các bạn phải hiểu là Michael Jordan đang chết, nghĩa là bên Liquid họ đang thiếu người đánh combat, thì họ sẽ làm những điều như vậy, nghĩa là nó có độ nguy hiểm nhưng mà độ nguy hiểm nó ở mức vừa phải, nó không phải là quá mạo hiểm, nghĩa là chấp nhận sự nguy hiểm như vậy để có thể câu kéo thời gian chờ Michael Jordan ra. Và với việc đi dí con này S như vậy thì nó gọi là spy distance, nó không đẩy lane lên được. Và như mình đã nói với các bạn rồi, cái việc đẩy lane nó quan trọng không kém gì việc các bạn đi găng cả. Và nếu mà các bạn không đẩy lane thì các bạn sẽ không ra ngoài đường được. Các bạn có thể thấy được cái map này lúc nào cũng hơn một nửa dành cho Liquid, đó là lợi thế của Tinker. Trong khi bên cái tuyệt họ chỉ có một con gấu là có thể làm được gì đó, với lại một cái bóng của Nick One làm gì đó, đó là những cái tính toán của những team lớn. Mình xem không được, nhưng mà với việc học theo được, tính toán theo được, nhưng mà cái việc áp dụng và cho cả team thì nó là một vấn đề. Học là một chuyện, mà mình làm là một chuyện khác, khó hơn. Lý thuyết thì rất là dễ mà thực hành khó. Và ở đây thôi là một pha combat gọi là lý lẽ tẻ của bên phía Thiết Kiệt và Thiết Hết. Thật sự là cái lượng bay bắt ra từ phía Thiết Kiệt họ vỡ trận rồi. Họ vỡ trận với một combo gọi là combo bóng đêm, combo bóng đêm màu vàng một cái đun tím nữa. Họ vỡ trận một cái đun tím và một cái bóng đêm của LS. Thật với nó cái bộ combo quá lợi hại, nhất là với những đội hình không được còn, có lẽ cần cẩn thận hơn với những pha như vậy. Anh ấy nên đứng ở đây thay vì đứng ở đây để combo chung với này. Có lẽ rút kinh nghiệm làm sao là Tinker sẽ đứng ở đây thả kêu và Ness sẽ đứng ở đây, nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Quá được phát vừa nói thật sự đó, cái chuyện gì xảy ra rồi. Vậy luôn là vậy luôn đó, đứng ở ngoài lane thả robo. Wow TP luôn. Miracle là cho đồng đội không ăn được cái bạn. Và lại là một pha hôi đi ấy, lộn, một pha hôi Roshan đến từ phía team. Mình nghĩ là pha bay bắt, mình nghĩ có thể là một pha bay bắt cool luôn, một pha bay bắt để giành Roshan. Và người gặp Roshan lần này sẽ đặt Tinker bỏ mất cầu để cầm Roshan, đó là một sự hy sinh. Tại vì sao mình nghĩ là điều đó, tại vì Tai đã mất ra vẹt rồi, đây là một yếu tố lớn để Liquid thử định điều đó. Cái thứ hai là sau khi những người bắt chết họ sẽ cầm đúng tay, đó là cái yếu tố thứ hai để cân bằng trận đấu, thì đó là những yếu tố quyết định của những cái team. Đó là yếu tố thường thấy nên nó không gì lạ với mình cả, đó là một cái kiến thức mà mình gọi là quen thuộc rồi. Khi mà Liquid đã quyết định đánh thì quyết định bắt và người cầm, nên mình nghĩ 90% nữa là Tinker và 10% còn lại là cầm chi được rồi. Hồi sinh để tao, hồi sinh để em, anh cầm chi đi. Đó không sai nè, đó là những hoa đường thấy. Bay bắt xong rồi giết ăn Roshan và cầm Roshan, nó không khác gì các bạn không bay bắt cả. Các bạn bây giờ các bạn có hai mạng. Thực sự các bạn phải hiểu vấn đề là gì. Tinker là một hero cũng không gọi là quá nhiều win, Miracle win quá nhiều, vấn đề là như vậy. Các bạn phải hiểu là những pha xử lý như vậy nó đòi hỏi một quá trình rất là lâu dài. Các bạn nghĩ bao nhiêu lần nữa là đủ, các bạn thử đây, các bạn thử nói mình biết là bao nhiêu lần là đủ đây. Mình sẽ nói các bạn một con số, có thể là phải nói là vượt xa từ tưởng tượng của các bạn. Ví dụ như những pha xử lý là Blink nhảy ở đây ha, xong Blink vào bụi, mình nghĩ là ít nhất phải 1000 lần. Đó không, kinh nghiệm khác là đỡ hơn rồi đó, đỡ hơn một xíu rồi đó. Nếu mà làm như nãy thì đã không mất layup rồi. Not night, silence. Smart money. Nếu mà Gold đã làm như nãy thì không mất layup rồi. Đó là một pha lỗi chúng ta có thể nhìn ra được, và chúng ta nên hạn chế mắc phải. Nhưng mà để hạn chế mắc phải, các bạn mình nghĩ là các bạn nhìn không là chưa đủ. Các bạn phải làm ít nhất là 500 lần, 1000 lần, thậm chí là 2000 lần. Một ngày các bạn quýnh gọi là ví dụ như là 10 game Tinker, và các bạn sẽ có khoảng 100 pha xử lý như vậy, 100 pha TP như vậy. 10 game, 10 x 10 là 10 x 100 là 1000 lần. Thôi ở đây thằng quá. NS thì đang đầu tiên. Nhưng mà đổi lại là 1000 và pha TP lên. Thôi rồi. Không rồi. Quá lỗi lắm rồi. Không úp được vô luôn. Nhưng mà chưa nổ, nổ thì là nổ được rồi. Nổ được rồi. Pha Tinker vẫn bị dính. Hơi biết rồi đó. Mất bài bắt. Rồi, tùy bạc. Ơi, cứu được rồi. Quá hay.
bờ lên đi, bờ lên gì kì vậy? Ơ nhưng mà cũng hơi kì, hơi kì. Bờ lên hơi kì, bờ lên hơi kì. Cầu ơi là cầu, cầu ơi là cầu. Phải nói là mê ra cầu. Đặt khá là hạnh phúc, bờ lên quá kì. Sao không bờ lên về sau và sao lên như thế này? À, cầu ơi là cầu. Cầu ơi là nhảy cái đường dịch chuyển nước thời, nhảy cho kế bên luôn. Không lên ta lần lên luôn. Không lên ta lên lần răng. Thật sự là những vai như vậy thì thật sự như mình nói các bạn biết đó. Ví dụ như là một ngày các bạn quýnh trên cờ 10 game đi, thì các bạn sẽ có khoảng 100 pha xử lý như vậy. 100 nhân 10 game là 1000 lần, mình thấy vẫn chưa đủ. Phải là 10.000 mới đúng. Là các bạn huyến ít nhất phải 10, gọi là 100 trận và các bạn làm 1000 lần như vậy các bạn mới nhớ được. Chứ các bạn những con số giống như là 1000 lần hay là 2000 lần nó rất là ít. Giống như mình biết do các bạn biết nó sẽ là 3 tháng. Một ngày mình vào lobby khoảng một lobby của mình khoảng 5 phút để mình tách tiếp. Các bạn hỏi với sao các bạn sẽ biết đêm là mình thức khoảng 6-7 tiếng đồng hồ mình làm như vậy. Một lobby trung bình 5 đến 6 phút thì một tiếng sẽ là 12, một tiếng sẽ là 5, đúng rồi, 12 có 10, cho là 10 cái lobby đi, một tiếng là 10 cái lobby và một ngày một tiếng là 10 lobby, mà một đêm như vậy sẽ là 5, gọi là 50 cái lobby, mà một phút sẽ là một lần tách tiếp, và mình sẽ làm một đêm như vậy sẽ là mấy trăm lần, và mình làm như vậy trong vòng khoảng mấy, gọi là mấy chục ngày đến một tháng liên tục luôn. Nghĩa là mình làm lên con số lên cái 1000 lần thôi là một hai lần rồi, thôi thôi né rồi đấy, thôi bắt luôn, thôi câu ké cho lên cơ, vì lên cơ không có bắt. Hay là những pha xử lý cần từng có để có thể giữ được game, và một pha bắt và thôi rồi chết rồi. Nhưng mà bay lên vẫn có ai không đủ đam và lui về đánh tới tấp luôn. Tiên cơ đã bắt đầu, tiên cơ bắt đầu lại là một pha hò. Giết bởi một con chập, một con tay không có đâu vẹt. Một con tay không có đâu vẹt. Ok, hơi nét thì hơi bỏ chậm. Dire's top tower is under attack. Như mình nói các bạn đó, mình chỉ bị vì thất bại mà mình một con mình làm khoảng 10.000 lần, và mình làm với tất cả các con mình muốn không rừng đi like Ace, Dusty, rồi mỗi con 10.000 lần thì mình nghĩ 10 hero sẽ là 100.000 lần, 100.000 lần với vì chỉ bị vì thất bại riết thôi. Night silence. Và nếu các bạn nào nghi ngờ về điều đó thì các bạn có thể xem lại cái các bạn có thể xem lại cái group cũ của mình. Thôi, pha làm vô không có tình cờ, họ biết được. Bên thích đẹp họ biết được là bên phía Liquid không có buyback. Không buyback vì sao? Vì anh ấy đã xài cái đây 7 phút rồi. Với những team chuyên nghiệp thì những buyback này họ sẽ đánh giờ và họ tính ra giờ chính xác từng giây luôn. Sẽ không khác gì được các bạn nè. Đánh giờ các bạn thấy không? Cooling time này, các bạn bấm ra một cái. Nghe nó buyback bấm ra một cái là các bạn ý được nào buyback, và tất cả các bạn sẽ tính toán thời gian buyback. Tập chân cứu rồi, này tập chân cứu và sống vẫn chưa bớt được, vẫn chưa có đắt nào mất hết, đây là chuyện bình thường. Hơi bỏ chậm thôi, mình nghĩ là vẫn còn lật được. Medical tránh những cái lỗi như vậy, vẫn còn khả năng lật. Thật sự là quá lỗi quá nhiều. Nhưng mình nói là một việc các bạn phải làm gọi là mấy chục ngàn lần, thậm chí cả trăm ngàn lần các bạn mới quen được. Và mình nghĩ con Tinker của Medical nó chưa nhiều đến mức đó. Nếu mình thì không có xem Medical chiên, các bạn là xem Medical đánh chiên, các bạn có thể kiểm chứng từ đó là Medical quýnh Tinker nó không đủ nhiều. Và nếu nó không đủ nhiều thì những cái lỗi như thế này nó là điều đương nhiên, những cái lỗi như thế này nó là điều đương nhiên, không có gì phải gọi là quá sức tưởng tượng cả. Và đó, mình đang kể các bạn về việc tách bãi đó thôi. Các bạn đừng nghi ngờ về việc mình nói là mình tách 100.000 bãi thì các bạn có thể xem được đây. Các bạn có thể xem đây một năm mình bán cái đích cũ của mình. Cái đích cũ của mình nó có gần 60.000 thì tách. Đó là việc mình luyện lobby mà nó ra đó, chứ không phải đánh răng nó ra. Đánh răng nó không có tính, đánh răng nó
nên tạo lobby ra luyện tắt nó vẫn tính vô, và đó là 60.000 ở cái nick đó và mấy chục ngàn còn lại ở cái nick khác. Cho tới bây giờ mình nghĩ là con số nó hay lên đến 200.000 rồi. 200.000 mới tắt thì các bạn nghĩ là mình có luyện cái bao nhiêu lâu, nên cái việc mà mình tắt không bị lỗi và thậm chí mình vẫn bị lỗi, nghĩa là 100 lần mình có thể lỗi 1-2 lần, đó là cái việc mình đã làm cả 100.000 lần rồi mà mình vẫn bị lỗi. Các bạn có hiểu cái vấn đề như vậy? Thì một cái việc mình làm 100.000 lần thì một cái người thông minh hơn mình, một cái người giỏi hơn mình, họ có thể làm gọi là 10.000 lần họ nhớ thì ok, đó là cái chuyện họ tài năng nha. Nhưng mình, cái việc của mình làm là cái việc mình hiểu là mình không có tài năng thì mình phải cần cù, mình phải luyện vấn đề như vậy. Và những cái việc luyện cá nhân như vậy thì vào team mình đánh thì mình không bị lỗi đó. Thực sự là cái đó của mình nó là một niềm đam mê thôi. Mỗi lần tắt đúng tắt được là mình rất là vui, tại vì mình đã thực hiện được một cái điều mà giống như mình luyện rất là nhiều rồi. Và những cái việc đó để hạn chế cái việc mà mình làm fail khi mình đánh với team. 100.000 lần cho việc thất bại và 100.000 lần cho những cái việc khác, ví dụ như một combo timber đi lên kéo riếp, bất kể mình phải làm khoảng ít nhất cũng phải 10.000 đến 100 đến 20.000 lần, nó không dưới đâu. Và mỗi con hero mình sẽ làm như vậy, ví dụ như một combo mình sẽ làm cũng tương tự như vậy. Các bạn nghe những con số nó rất là lớn rồi, như là nếu mà tính tổng hợp lại thì những cái việc mình làm những con hero này nó sẽ lên đến cái 1.000.000 lần, nó không quá đáng đâu, là cái 1.000.000 lần. Và các bạn đang cảm thấy các bạn mình tài năng hay không có đâu, tài năng do những cái tính toán, những cái lần xử lý của mình học hỏi với bạn. Dire's top tower is under attack. Đó, giống như giờ mình bắt các bạn làm một việc 1.000.000 lần, các bạn làm được không? Mình nghĩ là nếu các bạn làm được thì các bạn xứng đáng vào team của mình. Nhưng các bạn thôi, các bạn chỉ làm được một việc đó, các bạn làm 1.000 lần các bạn chán thì các bạn đừng nên đưa team của mình làm gì cho mà. Tại vì đối với mình là mình muốn các bạn, cái việc đó các bạn không muốn mắc lỗi thì các bạn phải làm nó thật là nhiều vào. Đối với mình đó là con số tính bằng 10.000, con số tính bằng 100.000. Còn đối với những bạn nào mà làm 100 lần chán, 1.000 lần chán thì các bạn sẽ không phù hợp với mình. Và cái team này của mình lập ra chọn mình là Whisper thì sẽ theo ý mình gần như là hết. Cái việc nè, cái việc thứ nhất vô team anh bảo thì là gì? Tuân thủ nội quy, đó là yếu tố chính. Bạn có những bạn không tuân thủ nội quy sẽ bị lại ngay từ vòng đầu, chưa đến cái tuyến đầu của mình. Còn mình là vòng 2. Còn tiêu chí tuyển thừa của mình cũng là vậy. Các bạn không có tài năng thì các bạn cần tập luyện. Nó là như vậy. Một pha la thẳng quá luôn. Và một pha combo này, wow, có vẻ như thắng con bá rồi đó. Một pha combo lần này là BKB khác rồi. Anh này đã khác. Medical cho thì bay thấy rồi là gì? Phong độ là những thời mà đẳng cấp là thải mã và TB. Và vẫn có bắt đến từ hôm qua, vẫn còn quýnh được một pha combat của Medical. Mặc dù nói gì nói thì anh ấy vẫn hơi đẳng cấp. Nếu mà không có những cái lỗi đó thì mình nghĩ là nãy giờ chính quyền đã end the game rồi đó. Phong độ là những thời mà đẳng cấp là mãi mãi, nó chính là đây, chính là cái câu này đang đáp dụng, đang được Medical đang show ra. Nhưng mà nếu mà lỗi nữa thì phong độ là những thời thì anh ấy đang gọi là điểm rơi của phong độ, anh ấy đang ở cái ngày gọi là điểm rơi của phong độ. Và lại một pha lao vào và ấp trứng nữa, ấp trứng lần này thôi ép bay bắt, mục tiêu là ép bay bắt, ép bay bắt là điểm dễ rồi, là pha ép bay bắt thôi rồi, nhưng mà không bay bắt chăng. Bay về phượng hoàng đóng băng rồi, một pha bóp nhau nhẹ đến từ phía Liên, anh ấy lướt về được rồi mà vẫn ập lại. Nói như kiểu thôi anh đừng về nữa, chết mẹ anh đi kiểu như vậy. Kuroki đang nói gì đó với mặt anh trộn, thật sự là hơi phụ. Ôi trời, đây thành công rồi. Phọt ép bay bắt thành công, các bạn thấy không? Liquid họ vừa thấy lui rồi, chỉ cần nghe tiếng bay bắt là họ lui liền, họ không quýnh sâu, họ lui. Đây là một pha ép bay bắt có tính toán. Các bạn thấy là cái việc ép bay bắt với cái việc đứng lên thẳng lõi nó là hai việc khác nhau. Cái việc nào ép bay bắt chính là gì? Chính là luôn luôn thủ thế về, luôn luôn đứng ở những cái thế có thể về được. Đó là một cái việc ép bay bắt. Còn cái việc mà bút lui thì họ sẽ đứng lên cao như vậy nè. Họ biết không bay bắt họ sẽ đứng lên cao. Còn cái việc này họ biết, họ tính toán, trong tầm tính toán rồi. Thôi rồi, một cái rune mà mình cảm giác như là sẽ giúp cho Liquid end game đó chính là cái rune tím cùng với một cái ravage chưa có ravage của Tài. Và sẽ là một pha không, nhưng mà có quyết định bước vô không. Mình thấy đang là thiên thời địa lợi nhân hòa luôn. Không, vẫn chưa đủ gọi là thiên thời. Thiên thời ở đây là phải thêm cái ravage nữa mới đủ.
Phải thêm cái bát nữa mới đủ, chứ vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ. Nếu mà kênh gym này mà có một người nào đó mà được mức đăng bằng 6k thôi mà các bạn có thể làm một điều khoảng 1 triệu lần mà các bạn không chán thì mình sẽ tiện bạn đầu tiên không có điều kiện. Mình sẽ nói anh bảo là anh chấp nhận 2 năm cho bạn luôn. 1 triệu lần một việc, ví dụ như là bắt các bạn quýnh một con tầm như là 10 game mỗi ngày, một tháng 300 ngày, 300 lần. Các bạn mà đồng ý các bạn quýnh và các bạn gọi là sửa lỗi các bạn xử lý. 10 game mỗi ngày thì một pha xử lý, một ngày sẽ có một game sẽ có khoảng 100 pha xử lý và các bạn sẽ là 10 game sẽ là 1000 pha xử lý, một ngày 1000 lần thì một tháng sẽ là 30.000 lần. Tháng 30.000 lần thì một năm sẽ là 360.000 lần. Thế là nhầm tính sai rồi, đúng là 1 năm 360.000 lần. Chơi chưa? Và 2 năm sẽ là 720.000 lần. Và năm thứ 3 sẽ là 1 triệu lần. Và năm thứ 3 sẽ là năm các bạn tải sáng. Và tháng với con hero đó thì nó hơi quá, nhưng mà các bạn sẽ quýnh cái hero khác nữa, chứ không phải là một con hero như vậy đâu. Mà nếu các bạn không chán với điều kiện là các bạn không chán, các bạn phải giữ được niềm yêu thích của mình thì các bạn mới quýnh được. Ví dụ kêu các bạn quýnh đến một lần thứ 1000 mà các bạn ghi chán thì nó hơi xa xôi, nó nói tới một cái chuyện gì đó thì các bạn xa xôi đó. Dire's top tower is under attack. Và vừa rồi mình nghĩ cái yếu tố quyết định để ra xích cho Liquid họ không end game chính là cái bài bắt của Tinker. Và vừa rồi Liquid họ không có bài bắt, Tinker không bắt một con hero gọi là bảo hiểm, một yếu tố gọi là bảo hiểm cho bên phía Liquid, đó chính là bài bắt của Tinker. Nếu mà chết thua luôn thì họ không dám hồn nữa, nghĩa là họ cảm thấy họ đang nắm từ trên mà họ chết họ thua luôn thì nó mạo hiểm hơn so với việc họ câu kéo đợi bài bắt. Dire's bottom tower has fallen. Xong game cũng là vừa. Trận này mà 70 phút thì 7 phút mình nghỉ giữ chân luôn, tại vì 10 giờ 11 giờ rưỡi là nghỉ rồi. Xong. 5 giây. Chứ em tưởng bao nhiêu giây? Ê, nhưng mà cô ý anh tin tưởng hú lò bò đâu, lò bò thôi. Hú lò bò thì rác bành mẹ cái nhà bao nhiêu lần gấu nó hấp bít luôn đó. Hú lò bò nó đứng ở nhà nó hú cho gấu con đi rác là ngày xanh thì chị gì nổi. Đo sợ chị không nổi nữa đó. Chị nhắc ấy, có lô tốt không? Có lô tốt mà sao chết? Lô tốt nó giải cái đam của tay sao rồi. Chứ không là chết rồi đó. Có lô tốt mà dễ gì. Nè, à, tại nguy hiểm quá, không BKB thì không phọt được. Nhưng mà lại không có nó slot lô tha lên BKB luôn. Don't mind if I do. Invisibility. Dash Toto dễ đánh hơn, cái vấn đề các bạn phải hiểu là có con Tinker để land thì cái land rất là cao. Dash Toto kiểu gì? Rồi Dash Toto bao nhiêu như thế này đúng không? Ok, BKB luôn, bắt đầu, bắt đầu rồi, vừa được bắt đầu, một đầu. Thôi, mình chết laser rồi. Giết được gấu không? Bay về, không ra về là đổi gấu rồi. Hú về và bay về. Quá kinh nghiệm. Mày biến gấu về xác hả? Tao biến gấu về con chính luôn. A xe đang dạy cho xích liệt biết, Liquid biết thế nào là gấu chính chính. My best kìa. Pha ta đang khen cái anh kia giải bộ my best á. Giống như kiểu, hay quá em, lỗi của em mà. em sai rồi, em xin lỗi em đi. Nghĩ vậy á, thật là gì, cute quá, hai anh này cute quá. Một cặp rồi đó bay. Tôi cảm thấy mùi ngôn tình ở đây, ấy mùi đam mỹ ở đây rồi. Giống như là bà ta kêu hay quá em ơi, lỗi của em mà anh xin lỗi em đi. Nghe nó gầy ghê. Thật sự là mình cũng hay làm vậy lắm, kiểu mình khen đồng đội mình cũng hay làm vậy lắm. Anh kia sẽ may bét, anh Tiểu Nguyên Nhi nè, anh Tiểu Nguyên Nhi chuyên gia luôn. Mình khen á, cắm vật hay quá anh. Cái anh kia may bét một cái, mình hiểu cảm giác này mà, hiểu cảm giác làm như vậy. Điện bây giờ các bạn biết rồi, về cái bạn anh đó là cái anh Sika, anh Sika, anh đó anh lên được cũng 6k8 mà còn hơi đôi chim mà biết hát. Thì mỗi lần mà mình khen ảnh cái gì đó, ảnh hay me bét lắm. Mình biết cảm giác này, mình biết mà mình hay làm rồi, mình biết được cảm giác của Fata và Ace lúc này.
Hay quá em sai rồi, anh xin lỗi em đi. Đó, tất cả những gì diễn đàn nãy giờ các bạn có thể cảm nhận qua một bài hát của Chibo. Hai này mới xem clip xong ta. Mới xem clip xong diễn luôn. Fan hâm mộ Chibo chính là đây với đâu nữa. Thật sự là như vậy, thường thường thì nếu mà team mà làm được nhiều gì đó gọi là ngoài tầm lít của mình thì mình sẽ giống như là đồng đội mình mà có những pha găng hay những pha như vậy thì mình sẽ veo lay liên tục liền. Veo lay. Còn thằng kia sẽ may bét liên tục. Nhất là Đạt nè, thằng là Tiểu Linh nè, mấy anh đó là chuyên gia luôn. Khen một cái là may bét. Một pha nhớ nhau đổi lấy những cái như vậy. BKB. Và Sephiroth đang xuất hiện với một con gấu. Ok. Gấu sẽ BKB chuyên liên tục để có thể đẩy lên. Và bên Liquid cần chống lại điều đó. Bên Liquid đang được xếp đẹp và dạy quýnh gấu. Và liệu ai sẽ là người hay hơn? Thôi, một rắc nhỏ thôi. Rắc lớn thì không có đâu. Rắc lớn thì quên đi. Rắc lớn thì quên đi. Thậm chí BKB nữa cũng không đủ đâu. Gì? Combo cái hết mana rồi. Hết mana rồi đó. Ờ, kém chết. Nè, chết. Thôi, gấu đặt nhà rồi. Bát đâu, bát đâu, bát mặt nó không có bát rồi. Một rác nữa, thôi rồi, thịt rác. Xịt rác rồi. Không, nhưng mà điều này chỉ làm được cho vòng vậy thôi. Chuẩn bị bát 2 thôi, không ổn rồi. Chiến thuật này, hồi đó là bước bi để học rồi từ Island rồi. À, hồi đó là bao nhiêu ta, 1 triệu đô đúng không? Bobby đã mất 1 triệu đô để học bài học này rồi nên anh ấy sẽ không dễ gì trả giá không cho điều này đâu. Giải này chỉ có 500 ngàn thôi. 500 ngàn và 200 ngàn, nghĩa là nếu mà ai thua sẽ mất 300 ngàn. Bobby đang sử dụng một cái 1 triệu đô của mình để đổi lấy 300 ngàn của Liquid. BKB lên. Không dí nữa, vẫn dí luôn, không được. Bobby đang đem cái kinh nghiệm mình học được từ việc mất 1 triệu đô để truyền cho Liquid, và Liquid sẽ học điều đó sau khi mất 300.000 đô. 500.000 chiến thắng, nếu mà thua thì được 200 là mất 300 đó, mình tính toán đúng rồi. Thì bắt 2 để chống bị ráp không, hay là lên món đồ gì hay hơn? Nhưng mình nghĩ nếu mà lên bắt 2 thì quá thụ động và việc chống ráp. Cái đó là các bạn đang chơi theo đối thủ muốn. Và thôi rồi, tiếp rồi. Để mất một cái gì? Con Midwan đẩy lên. Nè mới tiếp nè. Đây là một thông tin dành cho các bạn biết về cái cơ chế bạch đo đó là gì. 15 giây sau khi tiếp hết xác. Các bạn thấy nha, 15 giây kể thì tiếp hết xác đó là gì. Ví dụ như các bạn thấy ở đây là 30 giây đúng không? Phút này là 30 giây. 30 giây thì sẽ 45 giây cơ chế bạch đo mới hoạt động. Đó là lý do vì sao mà Sip Rệt họ đang làm được. Bạn thấy nè, nãy là bao nhiêu, 30, nãy là 35, các bạn hiểu rồi, các bạn có thể coi lại để tính thôi. Nghĩa là nếu mà cái xác cuối cùng nó chết lúc 30 giây, thì 45 giây cái này mới hoạt động bạch đo, cơ chế của nó là vậy. 15 giây sau khi cái xác chết, ở trong khu vực của trụ, đó là đây, khu vực này, chỉ cần lính bước tới khu vực này thôi. Thì 15 giây sau nó mới bắt đầu cơ chế hồi máu của trụ mới hoạt động, và tăng thêm độ trâu của trụ. Game này khó là do medical, những pha của medical bạn thấy đó, một pha này, một pha blink vào đây, blink từ đây qua đây, chẳng khác nào, nó thật là có, như mình đã nói là nó ngắn như con cu vậy, nó blink ngắn như con cu vậy, blink như vậy thua là không đáng. Sao lần này khác rồi, lần này là nhớ thôi. Thật sự đã cơ chế bạch đo nó hoạt động rồi thì khó bút lắm. Tại vì sao các bạn phải biết về cơ chế bạch đo, các bạn phải coi về cái đó, các bạn phải coi về mechanic, các bạn mới hiểu được cái vấn đề. Giống như là tính tái sai lầm của solo về việc ăn trụ ăn đất đó thôi, cấm hai cọc rắn hôm qua BB với lại ấy đó. Cái đó là do cơ chế bạch đo mới thay đổi và mình nghĩ là solo chưa cập nhật kịp. Chứ nếu mà cơ chế bạch đo cũ là đã là banh đất rồi đó. Cái này không phải là solo tính đánh sai đâu. Có thể chỉ là một pha A13 thôi. A13 nhẹ thôi.
chiến thuật này quá lợi hại rồi. Giờ là double luôn, double rap luôn. Liquid đang dạy cho ấy là Crystal đang dạy cho Liquid biết một chiến thuật mới, đó là double rap. Double rap quá lợi hại, chiến thuật của nó là quá sáng tạo luôn. Những cái BKB, những cái BKB và Phoenix ấp trứng chuẩn bị xài để đồ thôi. BKB, những cái BKB liên tục thôi, một pha rát nữa rồi. Mega chăng giết gấu và ở đây chạy về không kịp rồi. Thôi lung tung rồi đó. Thiết thì sẽ làm gì đây rồi, thôi chết nè ép rồi thì Tinker sẽ mất hết một nửa sức mạnh. Bypass không có bypass. Biết Liquid rồi. Bubby đã dạy cho Liquid biết bài học kinh nghiệm của nấy sau khi nấy mất 1 triệu đô. Hơi khó rồi đó. Mất luôn đồ ô, mất luôn gấp lòng và mất luôn bắt từ nét. Tinker rồi thôi. Khó rồi. Quá khó cho Liquid. Những sai lầm của Medical đã mang tới chiến thắng cho bên phía Secret. Quá nhiều sai lầm cho một game đấu đã làm cho cái game kết thúc. Thật sự là mình đánh giá cao với Talon 75 cách răng hơn là cái Talon 6% spell. Mình thấy TH cũng lấy cái 6% spell này, mình nghĩ nên có một cái sự nghiên cứu kỹ càng hơn đó với những player của Tinker về cái việc lấy ra lần như thế này. Nếu mà không lên lên biết rồi. Gờ đi Quỳnh, để là game 3 thôi, đi ngủ thôi. Lại là một lần nữa mình bị đánh sai chứ. Dù đúng 11 phút 11 giờ 30 lần chào các bạn. Thì cái việc cắt của mình tới đây là ấy, mình game cuối thì mình nghĩ sẽ là một con invoker thôi. Hoặc là khả năng là thích để sẽ băng luôn invoker. Nó dằn thôi, nó dằn đó, 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 n